cái gì hóng quá anh ơi lên thôi lên sóng thôi em bơm oxy si đi em hôm nay full zin tất tay không biết có kịp tê không à tức là ông này là ông cược gọi là cược full zin luôn nhỉ rồi ông đòi t cộng về ông úp bô vào đầu thiên hạ gì à, đúng không ông ông lê thành Thanh khoản phiên hồi bằng luôn phiên sập Khả năng cao các cụ mất hàng Chào anh Lương Té đái rồi anh ơi Chắc phải đổi bố vợ thôi <laughs> Bắt đáy full margin, ổn không sếp Kinh nhỉ nay anh em bắt là cũng kinh đấy Nói chung nay bắt thì Đúng Không sai yeah. Thuần kỹ thuật, nay bắt là chuẩn nay nó còn đạp về 1200 cộng trừ cơ mà cộng trừ 10 đúng không đạp bung thì tóe loe rồi. giảm 80 điểm Nhưng anh em bắt thì tỷ lệ ăn là cao đúng không phải không nhé Chào em, chúc em sức khỏe, bon tăng kinh quá Mất hàng, mất hàng VGI á, à? kinh ấy, con này có cái gì mà mất hàng Đâu xem con VGI thế nào <laughs> <laughs> rồi ôi làm gì mà mất hàng khiếp Nay tăng mấy 5% à Ai còn tích lũy chán Nhá từ, từ gì mất hàng khiếp Cứ như kiểu chạy mất đến nơi rồi Nó đang ở đỉnh thời đại con này loanh quanh còn tăng tiếp đấy Nhưng mà cũng phải đi ngang thêm nữa nhá Ngang thêm đã Tăng kinh quá 29 năm 2 rồi cẩn thận giống tháng 8 tháng 9 năm 23 hồi lên rồi sập một nhịp nữa chào em chúc em sức khỏe cảm ơn anh chuẩn khỉ đấy ông ơi lái nó đạp cho bằng chết gây mười 17 phần yeah. trăm kinh nhờ nghe em để âm được 17 phần trăm âm phun hàng là cũng căng đấy nhỉ vĩ mô hôm nay nhiều tin quá anh CTF Techcombank bán tiếc quá xếp ơi à luôn vui tươi nhẹ đợt này tỷ giá căng thẳng kiểu gì chẳng chỉnh sâu kinh tế vĩ mô chuyên sâu <laughs> rồi ok chúng ta đã có 400 anh em tiktok rồi 500 anh em youtube rồi chúng ta bắt đầu nhá à, buổi like chúng ta đã khoảng 2 ba anh em thôi là ok à, chúng ta vừa bật like được khoảng 2 phút rồi vẫn như thường lệ thôi chúng ta vẫn like trên hai kênh YouTube và TikTok anh Lương Việt, anh em muốn xem biểu đồ thì kính mời anh em lên YouTube anh Lương Việt xem, anh em xem mặt chúng ta xem ở kênh TikTok. OK, uh, anh em vào cho một like, một tim một comment của một kênh. Rồi đi vào thế giới xem trước đi nó như thế nào nhỉ? Hôm nay thì chúng ta cũng có một cái phiên uh, thế giới. Thế giới hôm nay chúng ta có gì? Thế giới hôm nay chúng ta có giá dầu dầu thì vẫn đi ngang thôi dầu sau khi mà công lên lại cái vùng 90 đô này thì cũng phải ngắc ngứ một tí chen dầu thì đã vào một cái pha tăng ngắn rồi nhưng mà đang nếu mà tính theo một cái pha dài hạn hơn ý, thì dầu đang sideways trong một cái khung 74 đến 95 đô à 93 đô thì có thể nó sẽ cần phải ngắc ngứ thêm một chút ở đây còn trong khung ngắn thì nó đang có một cái áp chen nhẹ uh, sideways up lên hướng lên nhẹ một chen tăng rồi thì chúng ta cùng chờ xem dầu nó sẽ phản ứng nào mình thì mình kỳ vọng dầu nó vừa phải thôi, dầu yeah. nó mà tăng mạnh quá thì nó không hề tốt cho chứng khoán, yeah. nó làm cho cái áp lực lạm phát nó tiếp tục nó gia tăng, điều đấy nó càng không nó không tốt cho chứng khoán, yeah. nó không tốt chứng khoán nó làm cái dư địa của chúng ta nó bị hạn hẹp lại vì thế cái giá dầu nó quanh ngưỡng khoảng 87 đến 90 đô mình nghĩ nó sẽ là hợp lý hơn, hợp lý hơn trong cái bối cảnh nói chung là leo thang hiện tại thì chắc chắn là giàu được hưởng lợi rồi nhưng mà mình cũng hy vọng nó chỉ duy trì quanh 87 đến 90 đô thôi hôm nay chúng ta có gold gold điều chỉnh 0,64 phần trăm gold bây giờ biến động kinh tại vì là khi mà gold đã có một cái áp chen rồi thì bắt đầu nó cũng sẽ rung giật rất là kinh ở cái vùng này 2400 2500 này có thể nó cũng sẽ phải ngoi lên một phát nữa 2500 đấy mình trong cái kiểu này thì mình 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 không nghĩ là nó sẽ chết đâu là có thể nó sẽ có những hôm trước nó có một cái cây sọt ở quanh vùng 2430 ấy. với cái kiểu này thì nó ít nhất nó phải lên nó test lại quanh 2400 phát nữa xong tính tiếp khả năng sẽ đi ngang ở đây thôi bảo chết nhưng chưa chết ngay được gold à, ai à, chúng ta có thép tăng 3% ừ, đúng không tốt chứ đúng không giá thép hồi phục một phát 3% hay quá đúng không tốt quá hồi phục một phát ba phần trăm lên ngưỡng ba nghìn năm trăm bốn bốn nhân tệ trên tấn như vậy là vẫn cái đáy năm năm đó đúng không cái đáy năm năm giúp cho thép tiếp tục lại phục hồi cái đáy năm năm ở quanh vùng ba nghìn ba trăm nhân tệ trên tấn hay quá đúng không có một cái sự hồi phục khoảng ba phần trăm từ đô ok à, chúng ta có đô la index đô la index hiện tại hôm qua đô la index cũng có một cây cây tăng rất là tốt vào đêm ngày hôm qua Hiện tại nó chạm ngưỡng 106.2 Ngang ngứ rồi Ở đây ngang ngứ nhé Ở đây thì đô index nó sẽ gầm một cái chen này, này Cả nhà vẽ chen ra này, này Thì nó đang gầm một cái chen line Hướng lên Nó là một chen sideways up hướng lên Của đô la Từ vùng đáy à, Nối từ cái đỉnh tháng 8 năm 2023 Với cái đỉnh tháng 12 năm 2000, à, Tháng 1 năm 2024 Chúng ta sẽ có một cái vùng cản của đô la index nó ở vùng ngay vùng 106.2 này luôn nhé 106.2 106.5 này luôn kết hợp với việc đó là kháng cự vùng đỉnh đúng không một cái kháng cự ở vùng đỉnh ở vùng 106.5 thì có thể là đô la index cũng sẽ cần phải ngắc ngứ ở đây thêm cũng sẽ cần phải ngắc ngứ ở đây thêm khả năng sẽ điều chỉnh khả năng sẽ điều chỉnh nhé trong form này khả năng cũng sẽ chỉnh đấy. tiếp theo là chúng ta xem Dow Jones Dow Jones thì uh, xem đây thì nó dễ Dow thì hôm nay mình đang nhìn thấy là hôm qua nó đã rơi về MA100 Thậm chí là hôm qua nó có một cây thủng qua MA100 Thủng qua MA100 Với cái dạng mà bun về MA100 mà rơi rất là nhanh như này mới từ từ cái tỏ cãi như này nhé Thì sẽ có một cái nhịp hồi của Dow lên quanh ngưỡng 38.400 khoảng đó nó đó có test lại hay không thì mình không biết nhé ở Đó lòng quảng ở đây Ý là như thế này Đấy. Đấy. Kiểu như vậy nó sẽ tạo một cái mình nghĩ nó sẽ tạo một cái biên ở đây. Biên biên độ ở vùng này. Ý là thế, sẽ loanh quanh ở vùng này. Trước khi có tín hiệu mà muốn quay trở lại sau, tức là tạo phải phải tạo một cái vùng nền ở vùng này trước. Vùng nền vùng này và có thể là sẽ còn một cái đáy nữa. Còn một cái đáy nữa. của Dow Jones, có thể là sẽ có một cái nhịp hồi lên khoảng 38.000. 38.300, 38.400 pull back tại đây. Sau đó xong thì có thể sẽ điều chỉnh tiếp điều chỉnh tiếp điều chỉnh tiếp một nhịp nữa để tạo một cái đáy nữa thì khả năng Dow Jones sẽ có đáy thông thường cái nhịp điều chỉnh của Dow Jones nó chỉ khoảng 4 tuần thì cái nhịp điều chỉnh này của Dow Jones nó đã rơi vào khoảng được khoảng 16 ngày 15 ngày tức được khoảng 2 tuần 2 tuần rồi và nó có khoảng 2 tuần nữa một tháng là hợp lý, Dow Jones thông thường điều chỉnh, mình thấy điều chỉnh khoảng những điều chỉnh trong uptrend thì chúng được điều chỉnh khoảng tháng, biên điều chỉnh cũng khá khá đấy, biên điều chỉnh cũng khá khoảng 5,4% 5,4% là lớn, Dow tăng khoảng 20 23% điều chỉnh lại khoảng 5,4%, nếu mà chiết khấu thêm một chút nữa thì khả năng cao sẽ về nền khoảng 37.200 là chiết khấu khoảng 6,5%, thì mình thấy tương đối là hợp lý trong một cái uptrend dài hạn thì hợp lý đúng không ở ngưỡng hợp lý đấy đôi Dow Jones khả năng sẽ có hồi kỹ thuật đây nhé hồi kỹ thuật đây đấy, Dow hôm nay đang xanh nhẹ một chút rồi Mấy ờ, mình lái Việt Nam đánh kinh lắm nhìn thế giới đánh kinh lắm tức là phiên nào mà anh thấy thế giới nó bất ổn là anh vớ vẩn anh xanh trước thế giới này mới xanh thì bình thường hôm qua anh giảm trước thế giới mới gãy là bình thường nhé lái Việt đánh kinh đó. bòn tăng ác thế ui bòn lên 4.67 cơ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn uh, bond year 10 năm tiếp tục leo thang lên ngưỡng là 4.67 cái này mới là cái quan trọng nó khiến cho cái áp lực về mặt tỷ giá của chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục căng tiếp bon yeah. bond year thì uh, cũng có một cái kháng cự trend line bond year cũng có một cái kháng cự trend line và cũng đang va phải kháng cự này luôn rất giống đô la index luôn đều đang va phải kháng cự trend line và chưa có dấu hiệu là vượt qua được nhưng khả năng ở đây sẽ có nhịp điều chỉnh và cái này cộng với cái kháng cự ở cái vùng đỉnh tháng 10 năm ngoái thì sẽ có điều chỉnh ở vùng này mình nghĩ là không điều chỉnh mạnh đâu tại vì là những cái dữ liệu về kinh tế dữ liệu về lạm phát những cái chỉ số dữ liệu về việc làm nó vẫn đang rất là mạnh thì bon dia hay là uh, bon dia mười năm hay là dollar uh, index uh, thì khả năng cũng sẽ không điều chỉnh quá là mạnh đâu yeah. tức là nó sẽ điều chỉnh ở vùng này nhưng mà sẽ không mạnh để chờ những cái dữ liệu tiếp theo đều gặp một cái cản chéo trên rồi coi sao coi vẫn loanh quanh ở 63 64 nghìn nhỉ à 62 nghìn vẫn đang là một vùng sideways thôi coi thì đánh nhau vùng này ác thế các anh đánh nhau vùng này cũng ác nhưng mà liên tiếp là những cái rút dâu ở vùng 62 nghìn về đây nói chung là anh em đỡ ngát anh em múc lên ác Đúng không? Bitcoin anh em cứ về 62 nghìn anh em táng lên rồi lên 65 66 anh em lại dập Ôi, đoạn này anh em sát phạt nhau thế tôi xay lúa nhau trong một biên là hợp lý rồi, chờ những cái tín hiệu từ thế giới. Hợp lý trong cái giai đoạn này vừa gặp đỉnh thời đại vừa xử lý mọi thứ mình nghĩ nó hợp lý thôi. Thế thế giới. À, châu Á sao? Ui, à, châu Á hôm nay cũng đi theo Việt Nam à? Châu Á thì Nikkei hôm nay cũng giảm khoảng 2%, 761 điểm, Nikkei cũng đã bung em 50 rồi. Bung em 50 rồi. Uh, sang hai hôm nay cũng điều chỉnh khoảng 1,65 phần trăm tàu khựa hôm nay uh, hang sen cũng điều chỉnh hơn 2% phần trăm cospi cũng điều chỉnh 2,28 phần trăm cũng về em 100 yes, nhưng mà không cần phải theo Việt Nam như thế đâu Việt Nam chỉ gọi là con rồng châu Á giảm mạnh nhất thế giới mà hôm nay anh em cũng đi theo hết vậy Ok yeah. Đấy là về liên thị trường À, hôm nay thì mình thấy những cái tín hiệu khả năng liên thị trường Dow Jones, thị trường mỹ khả năng cũng sẽ có những cái đáy hồi kỹ thuật tại đây thôi nhé yeah, hồi kỹ thuật trước mắt là hồi kỹ thuật đã đáy phải xem xét đấy là về liên thị trường đi vào thị trường trong nước xin em mình nước nha à, đi vào thị trường trong nước thì hôm nay chúng ta có gì đầu tiên chúng ta xem qua một chút uh, liên quan đến cái vấn đề tỷ giá tỷ giá tỷ giá hôm nay đã lên ngưỡng là 25.290 đồng USD tuv VND tỷ giá hôm nay đã lên ngưỡng đó là 25.200 bao nhiêu 25.290 đồng tức là 25.300 đây là một mức tăng rất là mạnh rất là mạnh trong nhiều năm qua trong rất 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 nhiều năm qua đây là mức tăng rất là mạnh nếu mà tính từ đầu năm đến nay thì tỷ giá đã tròn đến ngày hôm nay là nó tròn mất giá đâu đấy khoảng là việt nam đồng nó mất giá so với đô khoảng hơn 4% và ngay sau khi tỷ giá mất cái điều này mình cũng đã chia sẻ với anh em nhé đó là tỷ giá mà biến động từ đầu năm quá 4% thì sbv sẽ có những cái động thái nhất định để can thiệp mà khả năng cao chúng ta sẽ bán đô khả năng cao chúng ta sẽ bán đô hôm nay có có một cái vài những cái tin đồn đoán liên quan đến việc bán đồ nhưng cái nghiệp vụ này thì anh em không thể biết được đâu cái nghiệp vụ này anh em không thể biết được đâu chúng ta chỉ có chờ chúng ta có tin tức của chúng ta công bố thôi không biết được luôn đấy nhá như anh em bảo đang xem nghiệp vụ này ở đâu không biết chịu đấy không biết luôn đấy thì chờ ta chờ công bố vào hàng quý những cái báo cáo vào hàng quý chúng ta xem ra là cái dự trữ đô la của chúng ta ví dụ như dự trữ cái đợt cách đây đâu đấy khoảng cuối tháng 10 năm ngoái thì dự trữ đô đấy vào khoảng 95 tỷ đô khoảng đó 90 95 tỷ thì chúng ta phải chờ đợi nhé cái sự bán đô này như thế nào và cái tỷ giá biến động quá 4 phần trăm nó cũng đang được phản ánh vào cái câu chuyện đó là thị trường của chúng ta đã giảm 80 điểm từ vùng đỉnh hai phiên nhé chúng ta đã bay khoảng 80 điểm đến những cái đáy ngày hôm nay là chúng ta đã bay khoảng 80 điểm đấy thấp nhất ngày hôm nay là 1192 Hôm qua bay 60 điểm Hôm nay giảm lúc đấy khoảng hơn 20 điểm nữa Tức là bay khoảng hơn 80 điểm Thì nó phản ánh cái câu chuyện tỷ giá Phản ánh câu chuyện tỷ giá Và Với đô la index như thế này thì khả năng tỷ giá cũng sẽ Cũng sẽ điều chỉnh một chút nhá, Cũng sẽ điều chỉnh và đi ngang quanh đây một chút Xong rồi mới tính tiếp Mới tính tiếp được Ok, và khi tỷ giá ở ngưỡng 4% như này thì anh em bảo lo ngại không? Có lo ngại có lo ngại thị trường chúng ta sẽ rung giật với biên độ nó sẽ lớn hơn trước những cái áp lực liên quan đến thông tin về mặt chính sách điều hành của sbv sẽ như thế nào sẽ được nhà đầu tư rất quan tâm trong cái giai đoạn tới và nhà đầu tư sẽ theo sát cái việc đó cho tới khi có thông tin chính thức còn nó cứ úp úp và mở là các ông không biết không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhớ là các ông lại phải chờ ok đấy là cái câu chuyện liên quan đến tỷ giá nhưng mà vấn đề tỷ giá năm nay thì vẫn là câu chuyện mà mình có chia sẻ với anh em đấy nó sẽ không làm một thứ đáng lo mà siêu lo như kiểu năm ngoái ấy. câu chuyện tỷ giá năm ngoái cực kỳ khác năm nay luôn chúng ta phải biết là nếu mà anh em theo dõi đô la index đô la index ấy, từ đầu năm đến giờ đô la index biến động đâu đấy cũng phải khoảng khoảng 5% rồi quanh đó nhưng tỷ giá chúng ta cũng chỉ biến động quanh đó thôi Tức là chúng ta bị mất giá cũng như là sự tăng giá của đô la thôi. Nhưng so với các đồng tiền khác ấy, so với cái đồng tiền khác ấy, nó mất giá tận 7 10%. Tức là so với thế thế cục chung ấy, là các nước phụ thuộc vào đô la ấy, thì chúng ta vẫn là ngon. Nhưng so với trong nước ấy, thì nó sẽ thường là bị tác động bởi chính sách nếu tỷ giá nó vượt ngưỡng 4%. Cứ 4% thông thường ấy, là SPV nhiều lần nó đã cho thấy kinh nghiệm cho thấy là người ta sẽ sử dụng một cái biện pháp gì đấy <laughs> đã nhiều lần người ta cho thấy cái điều đó rồi và rất may đó là trong cái tình trạng đó là tỷ giá tăng như này trong cái tình trạng là chúng ta đã bị chiết khấu rồi nhé thì nó lại bình thường trong tình trạng của chúng ta phải bị chiết khấu rồi cơ thì ok đấy chứ còn không phải là cây ngày hôm qua sọc 60 điểm mà hôm nay nó tăng lên như này thì cũng phải ăn sọc tương tự như vậy chỉ chắc là ít hơn thôi với cái kiểu mà tỷ giá vọt quá bốn phần trăm như này lo ngại sẽ đẩy lên chắc chắn là như thế vậy thì với cái phân tích thế giới về đô la index như vừa xong ấy thì mình nghĩ rằng đô la index sẽ có một cái nhịp nghỉ ngơi ở đây vì gặp một cái đường chen line chéo lên bon cũng như vậy thì hy vọng rằng tỷ giá cũng sẽ hạ nhiệt một chút trong vòng khoảng 1 đến 2 tuần tới trước khi có những cái dữ liệu về kinh tế của mỹ giá tiếp thì chúng ta sẽ follow tiếp xem là như nào với cái hành động của sbv nữa chúng ta cùng chờ xem cái hành động như nào nhé yeah. còn tăng lãi suất thì anh em hỏi là cái biện pháp là tăng lãi suất trở lại hay không thì khó nhé câu chuyện đấy là câu chuyện rất là khó tại vì chúng ta đang cân bằng rất nhiều biến ổn định lạm phát ổn định tỷ giá đồng thời phải là tăng trưởng kinh tế có thể là cái mặt bằng lãi suất của chúng ta đang thủng đáy covid thì có thể nó sẽ quay trở lại tức là mặt bằng lãi suất có thể là đang ở ngưỡng cực thấp siêu thấp thì bây giờ quay trở lại ngưỡng thấp chẳng hạn Tức là có thể anh em sẽ thấy đó là lãi suất huy động sẽ tăng thêm một chút một chút nhưng nó vẫn ở một cái mặt bằng thấp trong vòng khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây rất thấp tức là có thể là tăng lại một chút nhưng vẫn là ngưỡng rất thấp đấy là cái mà anh em phải 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 lưu tâm để chính sách tiền tệ nới lỏng mà cái này là do áp lực từ bên ngoài thôi nó không phải là chúng ta tự quyết được do trên được lãi suất rồi đấy là về vấn đề về tỷ giá còn có một cái vấn đề mà mình hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với anh em một chút đó là mình thấy nó, cũng nghe nó hơi không liên quan lắm với cái buổi like này đâu nhưng mà cũng phải chia sẻ với anh em đó là liên quan đến cái câu chuyện đó là Uh, uh, xin lỗi ảnh ông Nguyễn duy hưng ấy, này cũng phải chia sẻ mình thấy lèo báo vãi trưởng, thực sự luôn ấy chị mình thì mình hôm qua mình không biết tối qua mình thấy là bắt chủ tịch tập đoàn thuận an mình không không đọc kỹ nhưng mà đến ngày hôm nay sau khi có cái xin lỗi này thì mình thấy tương đối là buồn cười thực sự luôn một cái báo chính thống mà làm như thế này thì thực sự mình thấy gọi ngày xưa mình làm truyền thông mình hay gọi một cái điều đó là thời mình còn làm truyền thông với lại uh, marketing ấy. mình uh, mình nói đó là gọi là ô nhiễm và ô nhục truyền thông <laughs> một cái cách nào đấy bắt được cái chủ tịch <laughs> tập đoàn thuận han nhưng mà lại cho ảnh của ông hưng nghe đến ai và đến lại luôn đấy không biết là tại sao lại một cái báo chính thống lại đưa cái kiểu như vậy xong rồi cảm thấy dị vãi xong rồi ảnh hưởng thị trường tài chính kinh khủng ấy chứ cái này truy tố là bình thường ấy chứ xin lỗi xong đâu nói qua cái đấy vui rồi nhưng mà hải vãi sáng nay mới đọc cực hài luôn và cảm thấy đúng là thị trường mình đúng là thị trường cận biên luôn ấy tức là có thể là tăng mạnh nhất thế giới nhưng cũng có thể giảm mạnh nhất thế giới tức là tâm lý thị trường cực kỳ yếu luôn cái tâm lý thị trường cận biên nó rất là yếu nhá. Bởi vì nhà tôi cá nhân là đa phần là cầm trịch cuộc chơi. vì thế là có một tin tức gì đấy hỏa loạn là người ta chạy té khoái luôn. kiểu thế. Yeah. OK. Rồi đi vào câu chuyện thị trường trong nước trong nước thì hôm nay chúng ta chỉ số ở ngưỡng 1215 điểm kết phiên ở ngưỡng quanh tham chiếu thôi đỏ một tí cho đồng pha thế giới giảm 0,93 điểm 0,08 phần à, khối lượng giao dịch ở ngưỡng 1 tỷ 350 triệu cổ phiếu 30.300 tỷ được giao dịch trong phiên ngày hôm nay Đúng wow. không? kinh khủng quá nhỉ nước ngoài hôm nay mua dòng đâu đấy khoảng 61 tỷ nếu mà trừ đi bán Vinhome thì mua dòng này khoảng 260 tỷ trừ đi Vinamilk nữa thì mua dòng này tương đối mạnh mạnh trên các mặt trận như vậy là hôm nay chúng ta có sự tham chiến lại của nước ngoài. Bỏ đi bán một vài con trụ của họ nhà Vin đây này, này. Riêng họ nhà Vin hôm nay bố ngoại đã chơi cho 300 tỷ rồi. Nếu bỏ đi họ nhà Vin hôm nay thì 320 tỷ. Thì ngoại hôm nay phải múc khoảng 400-500 tỷ. Múc ác luôn đấy múc trên mọi mặt trận luôn. Đúng không? Ngoại hôm nay tham chiến lại là một điều rất là tích cực. Ờ, sau <laughs> phiên ngày hôm qua bên kia bán rát này đúng là chỉ được cái khôn danh khôn vật <laughs> tự do anh hôm nay cũng tham chiến ở tự do hôm nay cũng tham chiến khoảng nghìn bốn trăm tỷ nghìn bốn trăm tỷ trong đó có khoảng năm trăm tỷ của vb bank có một cái chứng chỉ quỹ một trăm tỷ là khoảng sáu trăm tỷ như vậy là tự doanh hôm nay tham chiến đâu đấy khoảng bảy trăm tỷ tám trăm tỷ tám trăm tỷ tham chiến nhá yeah. mùa cũng mọi mặt trận đấy mùa hòa phát mua FPT, mua MB, mua Vinhome, mua Vic, mua HD Bank, nói chung là mua tất nước ngoài hôm nay tập trung mua edai này lại quay lại mua edai qua thì bán như phá mã này mua lại qua bán 86 tỷ nay mua lại 90 tỷ này học cách gọi là lướt tê không giảm giá vốn ra ấy. nói chung là tây nguyên thì không biết tây nào tây lông tây nguyên để đánh kinh chơi chơi kinh hơn cả nhà đầu tư cá nhân mở lưu G này mua vic này mua dgc này mua đạt phương này. hôm nay nó mua mạnh chứ con nào nó cũng làm cho 50 tỷ là cũng ác đấy toàn triệu cổ phiếu đấy tự doanh hôm nay cũng ác tự doanh hôm nay gánh hòa phát tự doanh hôm nay gánh hòa phát trăm tỷ cơ cũng gọi là kinh đấy trăm tỷ nó cũng hơn 3 triệu cổ đấy tự doanh này nay cũng mua tech tự doanh hôm nay cũng giải ngân ác đúng không thanh khoản hôm nay thì thấp hơn ngày hôm qua nhưng mà sáng ra với chiều thì đột biến sáng ra với chiều thì đột biến đúng không đúng không sáng ra với chiều thì duy trì cân bằng thôi còn ngày hôm qua thì cuối phiên chúng ta bị bán tới 20 phút nên là nó đột biến vào cuối phiên còn hôm nay là một cái mà chúng ta duy trì từ phiên sáng là thanh khoản đã cao hơn ngày hôm qua rồi từ phiên sáng chỉ là cuối phiên chúng ta duy trì như bình thường thôi nên là hôm qua nó có nhỉnh hơn là bình thường nhưng mà với volume khoảng 30.000 tỷ chúng ta sẽ đánh giá như thế nào Ok đi vào thị trường ngày hôm nay hôm qua chúng ta có view với nhau đó là khả năng chỉ số chúng ta sẽ có một cái nhịp phục hồi kỹ thuật tại vùng 1200 cộng trừ 1200 cộng trừ 10 điểm thì ngay ngày hôm nay chúng ta có một cái nhịp mình nhớ không nhầm vào khoảng 1 giờ đâu đó khoảng 1 giờ 20 phút nhỉ đúng 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 khoảng 1 giờ 20 phút khoảng đó thị trường lúc đấy có những lúc nó giảm khoảng hơn 20 điểm hơn hai mươi điểm có những lúc nhé, thị trường giảm có hai điểm xem biểu đồ 5 phút nhé. lúc đấy là khoảng đúng rồi đúng một giờ hai phút luôn có những lúc thị trường về ngưỡng đó là một mình nhớ lúc đấy là mình vẫn đang đang cầm cái điện thoại mình xem sau bắt đầu mình ngồi ngay ngoài máy tính lúc đó đúng một luôn thật đạt xem qua một chút nhận định trong phiên ngày hôm nay nhá Hạc đấy này đánh vậy hay đấy đúng không nói chung đánh được đấy, trong phiên này mình có chia sẻ với anh em như sau đầu tiên đó là chỉ mua 10 phút cuối phiên hoảng loạn khiến thị trường quay đầu giảm hơn 60 điểm trở thành cú bull trap bẫy tăng giá lên cực mạnh gãy bung khỏi em 20 em 50 và sọc thẳng sát về hỗ trợ ma 100 ma 200 dài hạn xe tăng trung hạn được giữ bởi em 50 đã bị mất thị trường có nhanh cũng phải mất từ 2 đến 4 tuần từ thời điểm ngày 16 tháng 4 trở đi mới có thể setup form trở lại nếu nhanh thì cũng phải cần đó thời gian xuống sideways bị phá vỡ khi bung 127 tuy nhiên có thể là một dạng rũ bỏ tạo đáy phá cuối trước tạo đáy phá cuối do trước đó là một vùng sideways cái này livestream hôm qua đã chia sẻ tương đối kỹ rồi tuy nhiên đây chỉ là dự đoán cá nhân còn lại tạo đáy phải chờ tín hiệu xác nhận từ thị trường bằng việc tạo những cái mô hình tin cậy vùng đảo chiều tin cậy break xác nhận bốn là việc vận động của nhóm banh trong thời gian tới là cực kỳ quan trọng vận động của nhóm này sẽ quyết định xu hướng của VN-Index. Với form của nhóm banh chúng ta sẽ kỳ vọng biên độ giảm thêm 3 đến 5% nữa từ giá ngày hôm qua sẽ tạo đáy. Sẽ tạo đáy, tức là từ 3 đến 5% nữa là rút chân tạo đáy. Tức là trung bình giảm từ 12 đến 15% là mức giảm tương đối trong một uptrend dài hạn. Banh mà giảm 12 đến 15% thì cá nhân của mình thấy nó là hợp lý trong một uptrend dài hạn. Từ 12 đến 15% của banh là anh em phải biết có những con phải bay 30% rồi 25% rồi Anh em nhé có con phải bay 20 đến 25% thậm chí là 30% rồi Thì mức giảm của banh là hợp lý Tương đương các cổ khác phải bay 20 đến 25% nếu banh giảm mức này Đấy năm là hành động 2 đến 4 tuần chủ đạo nằm im thôi Duy trì là 50 50 Chỗ nào lướt được sẽ báo anh chị em Chủ đạo là mua lướt kẹp T0 hoặc là mua vị thế cho nhà đầu tư lấy vị thế ngoài ra không mua thêm không gia tăng khi chưa có tín hiệu chỉnh xong lại xuất hiện những siêu cổ phiếu chắc chắn là như thế chỉnh xong đoạn này nhiều siêu cổ luôn chứ không phải là một cổ nữa đâu chỉnh xong đoạn này cực nhiều cổ phiếu luôn cái loại mà chỉnh rác như này thì lúc nó phi cho thì bằng chết luôn với những nhà đầu tư sai tiền lớn thì phải chuẩn bị nguồn lực để thăm dò vị thế tốt trong đợt điều chỉnh tháng tư này hành động chính đây là những hành động của nhà đầu tư phun tiền làm gì nhà đầu tư quá tỉ trọng làm gì nhà đầu tư chuẩn vị thế thì làm gì nhà đầu tư kẹp t0 thì làm gì Đấy, ví dụ nhà đầu tư kẹp t0 này ờ, với cây giảm ngày hôm qua này sọc xuống 1.200 cộng trừ 10 điểm này là việc sớm muộn thì mình nghĩ rằng nó phải tầm đến hôm nay nó có thể là cân bằng nhưng ngày mai nó mới sọc tự nhưng mà ngay chiều ngày hôm nay mình thấy nó sọc luôn thì thế mình tương đối là bất ngờ tương đối là bất ngờ nhá nhưng cái việc mà nó sọc ngay như vậy càng tốt chỉ là sọc sớm hay muộn thôi với cây giảm ngày hôm qua việc sọc xuống 12 200 cộng trừ 10 điểm là việc sớm muộn ở đó sẽ hồi kỹ thuật còn việc đánh giá đó là đáy không thì phải theo dõi thêm diễn biến và update anh HM chị em trong các phiên tới đoạn này nó sẽ có rất nhiều con khỏe nhé sáng nay lúc mình nhắn là đoạn này nó sẽ có rất nhiều con khỏe thậm chí là nó không giảm đâu hoặc là giảm xong nó quay lại tăng ngay nhưng mà anh em phải hạn chế đu thôi tại vì rất dễ dính giảm bù tức là có thể pha này nó không giảm nhá nhưng nếu trong trường hợp xấu thị trường nó có thể retest một pha nữa nhá thì bọn đấy là bọn chết đầu nước ấy vì thế đoạn này nhá, khỏe trong một thị trường giảm chưa chắc là ngon thị trường gãy chen mà cổ khỏe chưa chắc là ngon đâu nhá phải cẩn trọng cái này anh em phải để ý nhá kinh nghiệm bao nhiêu lần cho thấy điều đấy rồi khỏe trong thị trường tạo đáy thì mới ngon tức là ví dụ như là những cái cổ ngày hôm nay khỏe nhá nhưng mà thị trường nó tạo đáy ngay ở đây và không gãy nữa nhá thì ok ngon nhưng mà trong trường hợp nó mà đi một nhịp nữa nhá là những con đấy là những con giảm bù đầu nước đấy. Phải hết sức chú ý cái việc này đối với anh chị em mà đang cầm những con cổ phiếu mạnh mà duy trì đến hiện tại. Nhá. Thì hạn chế đu vào thôi. Kinh nghiệm cá nhân thì sau các phiên rơi trên 4% thì một đến hai phiên liền sau đó thì úp tiếp. Chưa thông thường nhá. Kinh nghiệm cá nhân thì rơi một phiên trên 4%. Thì thông thường sau đó đó là Thông thường sau đó, đó là nó không hồi ngay đâu Mà nó thường phải úp tiếp anh em luôn Giống như kiểu cái ngày hôm nay Anh em thấy nó úp tiếp anh em luôn đó. Tuy nhiên nhé Thì 3 đến 4 phiên sau đó Tức là sau phiên ngày hôm nay Thì có phải là T2.5 về ấy. Thì từ phiên T2.5 về ấy, Thì thường nó mới hồi Tức là từ giờ đến cuối tuần trở đi Thì dễ là đủ T Tức là ví dụ như là ai mà bắt đáy ngày hôm nay ấy, Thì hàng về là dễ đủ T yeah. Tại vì là cái sự hoảng loạn nó đã diễn ra Volume nó đã kích hoạt rồi anh em muốn bán là bán rồi anh em muốn cơ cấu cơ cấu rồi mà zin muốn bán bớt là bán hết rồi thế vốn mới to thì thông thường hồi kỹ thuật nó sẽ xảy ra khi mà hai việc đấy nó làm được như vậy nó quét phát sạch từ hôm nay về 1192 thì mình nghĩ rằng ác đấy ác đấy đó quét như vậy rồi thì cái việc hồi kỹ thuật là chuyện đương nhiên nó sẽ xảy ra và khả năng anh em bắt ngày hôm nay điểm thấp nhất 1200 cộng trừ 10 khả năng sẽ đủ tê khả năng sẽ đủ tê Yeah. đây này đây là quan điểm cá nhân anh em phải lưu tâm vì trước đó đạp bun đạp bun và gãy tỏ thường là dễ có đáy nên vùng 1200 cộng trừ 10 sẽ là vùng cực kỳ quan trọng của thị trường tái tích lũy đoạn này tức là với mình nhé những anh em nào mua ở cái vùng 1200 cộng trừ 10 tức là cái vùng ngày hôm nay ở điểm thấp nhất thì có nhiều con cổ phiếu nhé nó sẽ không giảm về cái vùng này nữa nhiều con cổ phiếu nhá ở cái đáy sâu nhất ngày hôm nay nhá sẽ có nhiều con đấy là đáy luôn anh em phải hình dung là như thế nhá. có thể nó sẽ quay lại nó test cái đáy ngày hôm nay nhưng mà nó sẽ lờ vờ đấy và nó tăng tiếp chứ nó không kể cả thị trường giảm nhá pha nữa nhá nó không giảm nữa thì đấy mới là những con mà chúng ta phải theo dõi tức là có một quá trình nó đã giảm rồi cùng thị trường rồi và đến cái pha cuối mà thị trường giảm nó không giảm nữa ấy. và cái phiên ngày hôm nay mình nói đó là 1200 cộng trừ 10 nó sẽ là vùng cực kỳ quan trọng vì vùng này sau này thị trường mà nó có giảm thủng khoảng vùng này thì sau này vùng này cũng sẽ là vùng cân bằng sau đó tức như kiểu nó là vùng trung tâm ấy nó là vùng trung tâm sau này có đi tiếp thì sau này là đi tiếp thì bị gãy quá thì thường là nó anh em hình dung là đạp quá anh em đạp thục cái thì thường nó sẽ bật về cân bằng nó sẽ có một cái đường này thì nó đưa ra chạy không cái đường thì sau nó thường quay lại cân bằng thì như kiểu một nghìn cộng trừ mười chính là một vùng trung tâm của cái giai đoạn này vì thế là nhiều con trong cái ngày hôm nay ấy, thì nó có tín hiệu nó có tín hiệu nhé là nó là đáy luôn rồi đấy nhiều con có tín hiệu là đáy luôn ngày hôm nay đấy. tức là có những cái nhịp điều chỉnh tới sau đó nó có điều chỉnh về nó test lại cái đáy ngày hôm nay nhưng nó sẽ không thủng qua cái đáy sâu nhất ngày hôm nay đâu mặc dù thị trường có thể sẽ thủng qua đấy được chưa đây và mình có nhắn đó là con nào hôm qua sàn mà nay giảm tiếp trên 5% phần trăm phải tê không ngại tức là con nào hôm qua sàn mà nay giảm tiếp trên 5% phần trăm anh em tê không tỷ lệ ăn cực kỳ cao luôn tỷ lệ khoảng 70 trăm ăn cái này để lướt hàng kẹp thôi tất nhiên lướt trong phiên thôi trên hàng có sẵn đấy, ví dụ sáng nay là lướt đầu phan này Sáng nay lướt được phát nhá. Chiều nhá. Cuối phiên con nào gãy trên 5% nhá, cái giai đoạn lúc chiều ấy. Canh chiều. Con nào mà gãy trên 5%. T0 tỷ lệ em con khoảng 60 Đến 11 giờ 18 thì người nhà nó sập kiểu này 23 phiên tới thì tỷ lệ hồi 15 20 điểm là rất cao. Đấy. Đây này, lúc 13 giờ 43 mình người thị trường có lúc chạm 1192 sập hai cây tổng 80 điểm à, sau cây tổng 80 điểm luôn tỷ lệ hồi là cực cao ít nhất là sẽ hồi kỹ thuật việc bán tháo là không nên luôn ấy anh chị em lưu ý là phiên co giật biên độ bình thường khi nhiều nhà đầu tư cơ cấu tuy nhiên khi vôn nổ cộng rơi liền 80 điểm thì nhịp phục hồi thật sự đủ tê thường diễn ra từ phiên chiều mai trở đi đến cuối tuần này đây là diễn biến tê cộng dự kiến và anh chị em lưu ý để lướt hàng kẹp mua mới thì không mua ok đấy là những cái định trong phiên rồi chia sẻ với anh em một chút để anh em nắm được nó cũng là cái nhận định trong ngày hôm qua mình chia sẻ với anh em thôi và khi mà hồi lại như này ấy, nó sẽ có một cái nhịp hồi mình nghĩ rằng đủ tê cho anh em khoảng 3 đến 5 phiên ở đây sau đó, đó xong thì có thể cái thị trường nó sẽ đi theo vài kịch bản như sau hôm nay thì mình có vẽ cho anh em ấy có thể là thị trường nó sẽ đi theo một cái kịch bản như này có thể nó hồi lên đây hồi lên 1.200 khoảng mình nghĩ là khoảng 3x là sẽ khả thi thông thường nó sẽ hồi ít nhất được khoảng 1 phần 3 cây nến giảm thông thường là như thế nhé còn trong trường hợp khỏe nó hồi lên 1 phần 2 cây nến giảm tức là 1, 2, 4, 7 thì cũng có khả năng nhưng đấy là trong trường hợp nó khỏe còn thông thường thì mình thấy nó sẽ hồi được lên khoảng 1, 2, 3, x 1, 2, 3, 10. đấy, sau khi nó lên vùng 1, 2, 3, thì có thể nó sẽ quay lại nó test đáy một chút thì cái đáy hai này nó sẽ là cái đáy rất quan trọng nó test về đâu mới là quan trọng có thể là test sâu hơn ví dụ như là anh em để cái kịch bản ví dụ như là test đáy hai ở đây chẳng hạn, sau đó quay lên, đúng không? thì tạo những cái đáy sau cao hơn đáy trước, ok? thì rất là đẹp, thì ít nhất chỗ này nó phải mất hai tuần. Thì trong cái trường hợp mà anh em thấy là ở tỷ lệ này không ăn thua em ạ, khả năng là hồi lên là thị trường phải rơi tiếp, chiết khấu tiếp, khả năng nó cũng phải về quanh em mười hai trăm một một bảy sau đó xong thì lờ vở ở đây nó bắt đầu mới lên được. thì nó sẽ có hai cái kịch bản như thế này để anh em hình dung một là kịch bản là thị trường có thể cái ngày hôm nay ấy, nó chính là đáy. Cái điểm thấp nhất ngày hôm nay 1192 chính là đáy của nhịp này. Thì tiếp theo cái điểm thấp tiếp theo của cái đáy hai nó xác nhận lại thì nó cũng phải nằm trên vùng 1200, quanh vùng đó. 1200 cộng trừ nó không được thấp hơn cái vùng MA100 tức là 1192 ngày hôm nay. Đấy còn nếu mà thấp hơn thì chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ đó là vùng MA200 rất là mạnh ở vùng 1180. 1170 1180 cộng trừ ở đây. Và dù có vào cái kịch bản nào ấy thì mình cũng sẽ phải chấp nhận. Và anh em phải lưu ý đó là về mặt thời gian thì khoảng cuối tháng này khả năng sẽ có đáy cơ bản. Đáy cơ bản sẽ xuất hiện cuối tháng này. Nhá. Cái tham minh nó là như thế. Về mặt thời gian nó không bị gọi là không bị phụ thuộc vào kỹ thuật là phụ thuộc vào cái gì đâu. Thị trường điều chỉnh bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 bắt đầu có những tín hiệu điều chỉnh đầu tiên. Và đến bây giờ đến cuối tháng này là khoảng 2 tháng và chúng ta đang ở pha 3 rơi. Thì rất cao tỷ lệ đáy cơ bản sẽ rơi vào cuối tháng này. Đấy là về mặt tham minh thôi. Còn vận động như thế nào thì chúng ta phải chờ 2 tuần tới xem nó như nào. Còn cái việc mà nếu mà nó rơi mạnh về 1.1 1.180 nhá. Tức là có một cái đáy hai nó thấp hơn đáy sau mà thấp hơn đáy trước một chút ấy, 1.180 1.170 nhá thì cơ hội của anh em rất lớn cơ hội của anh em rất lớn trong nhìn tới này trong nhìn tới này nhá yeah. còn năm nay so với năm trước thì mình nghĩ là nó sẽ nhẹ nhàng hơn tại vì là các nhóm ngành nó chưa chạy nhiều so với năm ngoái thì các nhóm ngành nó đã chạy tương đối rồi còn năm nay chúng ta chưa có chạy nhiều nên là cái biên chỉnh của mình nó sẽ nhẹ hơn nó sẽ nhẹ hơn là tương đối nhá yeah. các nhóm ngành nó cũng đã tăng nhiều đâu anh em Đa phần là anh em cũng món bỏ mẹ. Vừa nhú lên được tí toàn nền 6 7 tháng. Đúng không? Xong câu chuyện chúng ta vẫn phải forward câu chuyện đó là nâng hạng. Làm sao để thị trường nó gãy mạnh được? Sẽ phải có những cái động thái can thiệp ngay. Đúng không? Ok, đấy là về nhận định của mình về thị trường, để anh em lưu tâm các kịch bản nhá. Xin em miếng nước nha. Ok chúng ta có 600 anh em trên tiktok rồi 2200 anh ui mãi nói quá 3000 anh em hai kênh rồi <laughs> Hôm nay trợ, trợ, lý bảo là có, cu nó nó, nó, nó đang phốt em là ở đâu đấy nó chụp ảnh lại nó bảo là nó phốt em ở trên uh, YouTube là chỉ có 10 người xem rồi còn lại là búp búp mắt <laughs> Vậy anh em anh em có copy anh em comment cái cho chúng nó cho nó cho nó đừng bảo là búp mắt rồi là sợ quá rồi búp mắt ok vậy thì với cái kịch bản như thế nào ấy thì cả nhà cũng hành động như sau cho mình đầu tiên đó là nó chia ra làm ba nhóm nhà đầu tư bốn nhóm một là những nhà đầu tư muốn mua là phải canh trung hạn mua thì đây là những cái điểm mua rất là đẹp và hôm nay anh em biết đâu sau khoảng 4 tháng lập cái nhóm trung hạn dài hạn hôm nay mới được nhắn vào cái nhóm đấy thì vì một năm nó chỉ có một hai điểm mua chung và dài hạn thôi và đây là cái điểm mình nghĩ rằng là anh em chung và dài hạn anh em phải cực, cực kỳ chú ý hôm qua mình có ví dụ cho anh em đối với hòa phát ấy mình ví dụ lại nhé đối với những anh em mà chung một dài hạn thì anh em phải giải ra anh em giải ra cho mình ví dụ như là phát chẳng hạn anh em giải tại cái đường em 100 là một này ví dụ 28.5 anh em mua một lần này anh em để ở vùng 27x này một lần này anh em để ở vùng 26x một lần tiếp này anh em mua ba cái giá này chỉ làm ba lần mua nếu nó về đến ba giá này anh em để ba lần còn một lần anh em để dự phòng dự phòng thì sau này nó tạo đáy thì anh em mua nhá yeah và anh em cài stop loss cho ba lần đó khoảng 10 đến 15% chẳng ạ? Ví dụ anh em cài stop loss khoảng 15% chẳng hạn Hoặc là 20% chẳng hạn Anh em mua ở ba giá khác nhau, ví dụ 28, 27, 26 anh em mua chẳng ạ? Ok. Anh em đánh chung dài hạn anh cài stop loss xa chẳng hạn Và anh em giải như vậy anh em mua. Là ok. Còn ví dụ như là anh em sau này nó tạo đáy luôn trên này nó không về đến 26 được ạ. Thì anh em dồn tiền vào cái lần cái tiền dự phòng ấy thì sau này nó tạo đáy một phát là anh em mua ôn nhịp cuối này luôn ví dụ con cây break tạo đáy thì mua ôn tất cả vào đấy luôn như vậy là chúng ta có một cái vị thế rất là đẹp ở khu vực này và khi chúng ta bắt dần như vậy xong bắt đầu có tín hiệu tạo đáy chúng ta bắt luôn nốt cái, ví dụ như là chia làm 3 lần một lần là chúng ta bắt khoảng ví dụ như là có 1 tỷ để định mua hòa phát chẳng hạn thì phải bắt khoảng 200 triệu giá 28 để 200 triệu ra 27 200 triệu ra 26 còn khoảng 400 triệu để dự phòng đấy dự phòng và 400 triệu đó nếu mà nó tạo đáy luôn tại trên 28 29 này chẳng hạn và có một cây break trở lại ạ mua luôn 4 triệu và 29 như vậy là trung bình giá của anh em nếu mà tạo đáy quanh đây thì sẽ là 28 cộng trừ còn nếu nó xuống tiếp ở đây thì anh em mua được hết cái 200 triệu kia 200 triệu kia anh em có giải ngân hết thì trung bình giá của anh em sẽ là 27 cộng trừ thì nó sẽ ok hơn Đấy là mình ví dụ anh em giải như vậy nhé Có có thể anh em sẽ giải biên độ quanh từ 27 thậm chí anh em giải anh cả 26 rồi 25 Về 26 là ông biết là hòa phát bao nhiêu không Về 26 là hòa phát bay 16% đấy Từ đỉnh đấy Coi như về mo đấy thì các bạn giải ra tùy các bạn các bạn giải nhưng mà ý là cái điểm mua cuối cùng ấy là sau khi mà hòa phát tạo những cái mẫu hình đảo chiều thì chúng ta sẽ mua đủ và cái điểm mua đủ đó là chúng ta sẽ gói toàn bộ những cái gì chúng ta định mua là chúng ta mua vào đấy là coi như chúng ta sẽ cầm được từ đầu sóng luôn cầm được từ đầu sóng luôn thì đối với anh em chung và dài hạn thì anh em phải lưu ý như vậy nhé yeah. thì đầu tiên là đối với những vị thế muốn mua nó chia làm đầu tiên hành động đối với những người muốn mua thì cả nhà đối với những người dài hạn chung và dài hạn thì cả nhà canh như vậy chia làm nhiều lần mua như vậy thì ok từ gian cuối tháng cả nhà cứ canh đi chợ thị trường càng sập thì càng đi chúng ta cứ chọn những con đầu ngành thôi ví dụ anh em chọn hòa phát chọn ssi chọn vci hay là anh em chọn cơ bản như là fpt như là dgc đấy đấy là những cái cổ mà cả nhà cũng có thể cân nhắc được đúng không để cả nhà đầu tư dài hạn chung dài hạn đấy mua tại những cái điểm như là em 100 em 200 thực sự nó quá là ok luôn cả nhà thăm dò dần không cả nhà tại vì chiết khấu bây giờ nó toàn 15 phần trăm hết rồi 15 phần trăm đến 20 phần trăm là bắt đầu chúng ta phải giải ngân rồi chứ không anh em trung hạn không giải ngân bây giờ thì bao giờ giải ngân lại giống anh em đua chen à đúng không cái cách mua của anh em trung hạn nó sẽ khác như anh em mà đánh chen đó là anh em mua khi giá có chiết khấu và mua ở các vùng hỗ trợ quan trọng là mua khi rẻ còn anh em đánh chen thì anh em phải mua khi có tín hiệu chen hai cái cách này là hai cách khác nhau vì thế nên cái cách mua của nó cũng sẽ khác nhau đấy ok đấy là đối với anh em trung hạn thì anh em phải giải như vậy giải đến khi nào thị trường có tín hiệu tạo đáy thì chúng ta mới mua đủ nhưng chúng ta đừng có mua hết mua hết chúng ta sẽ hết tiền trước ngưỡng cửa đấy đi chợ dài hạn thì phải biết trả giá nhá yeah. cái thứ hai đó là đối với nhà đầu tư mà muốn mua vị thế tức là mua lấy vị thế thôi đoạn này anh cũng đánh ngắn thôi anh đánh chen thôi nhưng anh vào anh lấy vị thế thì không sau này bảo là tạo đáy anh nhảy vào anh sợ anh lúc đấy anh vớ vẩn anh không dám đua thì anh phải lấy vị thế khoảng 23% anh kẹp vào đấy coi như là anh mua xong anh lỗ không được nhưng để anh có cách anh kẹp cái đấy là cái nên mua để kẹp ấy nghe thì trông rất là là là, là trông rất là gọi là những Cứ ngu ngu kiểu gì ấy. nhưng mà thực tế nó là như thế đấy bây giờ để ông cầm phun tiền ông không thăm dò vị thế nhá, trừ khi ông phải cực kỳ chuyên nghiệp ông không nhảy vào thì trừ khi ông phải cực kỳ chuyên nghiệp là tạo đáy ông phải nhảy vào được luôn còn rất không thì rất dễ ông sẽ khi mà tạo đáy xong ông không dám mua tại vì ông quan sát cứ quan sát quan sát trong một cả một quá trình thị trường nó tạo đáy xong rồi ông thấy mẹ hôm trước con này giá này thấp này mà bây giờ đến giá này tao lại không mua nhỉ mà giá này thì sao tao phải mua VCI hôm trước 46 tao không mua bây giờ lên 50 tại sao tao phải mua thì những cái người như vậy thì anh em phải xác định rõ phải cực kỳ chuyên nghiệp phải xác định rõ là không mua rẻ mà mua treo chen Và có thể là vào full Ra full được Thì ok hãy đánh kiểu vậy, còn nếu không thì phải thăm dò dần những cái vị thế nhất định Thì những cái lúc hoảng loạn chính là những cái lúc mà anh em có những cái vị thế tốt Thì để đấy sẵn đi Sau này chỉ cần nó có bùng nổ, nó có phiên xác nhận thôi thì chúng ta sẽ gia tăng vào, thế là xong Thế là xong Nhớ yeah. Đấy đối với những anh em mà lấy vị thế, thì vị thế thì anh em chỉ lấy thông thường lấy vị thế thì dưới 30% là phù hợp cho một uptrend dài hạn dưới 30% là phù hợp cho một uptrend dài hạn đối với lấy vị thế ok Và tiếp theo đối với nhà đầu tư mà tỷ trọng mà đã ổn định rồi mà đang cầm khoảng 50 50 thì theo mình thì anh em cứ theo tiếp tục theo dõi nhóm banh nhóm banh có tín hiệu xấu chúng ta mới tính tiếp được còn hiện tại nhóm banh hôm qua mình có nói vấn đề này đấy còn những anh em mà tỷ trọng mà đã 30 50 rồi thì tiếp tục nên nắm giữ tiếp không nên để tài khoản phun tiền và phải theo sát sự tàu đáy của nhóm bạch. tại vì đoạn này là thành bại tại bay bay nó phải tàu đáy trước thị trường mới có đáy được được chưa còn những anh em nào mà vẫn đang phun hay là vẫn đang mà zin hay là vẫn đang kẹp hay như thế nào đó thì mình đã hướng dẫn anh em ở trên này rồi đó là anh em phải giảm tỷ trọng giảm tỷ trọng đi tức là bây giờ vẫn còn anh em mà full hay là margin thì một là ông phải tối nào ông phải khấn đi thắp hương khấn liên tục đi không thì ông phải bảo toàn tỷ trọng của ông để ông chờ đợi nhịp mới không ông chết trước ngưỡng cửa thiên đường ngay nó sọc trong một nhịp nữa là ông chết trước ngưỡng cửa thiên đường ngay lập tức luôn chúng ta không trường vốn chỉ cần hai tuần nữa thôi mà trong tuần sau nó dã cho anh em thêm một nhịp nữa thôi mà anh em bán tôi nếu mà full thì áp lực phải bán mà đã phun là áp lực là thường là hai bạn bán ví dụ cho tuần sau nó giã cho anh em phát ứng tuần sau nữa tạo đáy thì đúng là cụ này đen nó không trường vốn được gọi là đánh du kích để chờ đợi thị trường thì anh em phải xem là mình đang trong cái trạng thái như thế nào nếu mà có full hay là như thế nào thì đây này trong ngày mai ngày kia ngày kia nghỉ trong từ nay đến cuối tuần nó sẽ có một cái nhịp hồi đặc biệt là ngày mai nó sẽ có một cái nhịp hồi lên quanh một hai ba mươi khoảng 15 điểm hồi lên đó thì những cái vị thế nào mà lãi trên 10% ok cầm tiếp lãi nhỏ hơn mười phần còn khỏe còn yếu té hết đoạn này không quan tâm con nào khỏe con nào yếu hết nếu mà đã xác định quản trị đoạn này mà tài khoản của anh em đang full lãi trên 10% thì cầm tiếp còn nhỏ hơn 10% là con khỏe con yếu phải té vị thế của anh em khi mà lãi nhỏ trên 10% là nó mà sắp cho phát nữa là dễ bán đúng đáy anh em hiểu không tức là lãi trên 10% có thể anh em sẽ cầm qua được cái nhịp giảm tiếp nhá nhưng mà lãi nhỏ hơn 10% thì mình cảnh báo trước là dễ cụ tèo đấy <laughs> thì tranh thủ hồi tranh thủ hồi phải 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 chia ra làm cái mốc con nào lái trên 10 phần trăm ok giữ tiếp đi đúng không những con đó mà đang phun tỷ trọng chẳng hạn thì tôi cũng nên hạ bớt một tí Nhưng con nào nhỏ hơn 10 phần trăm thì cơ cấu bảo toàn vốn chờ đợi như tới ý là như thế nhá còn con nào ví dụ lãi 10 phần trăm mà anh em bảo là ui em nghe anh em trên dư tầm 9 phần trăm em không muốn hạ anh ạ Ok thì em bán 1/3 thôi, em đừng tin anh 100%, em tin 30% rồi thì bán 1/3 đi. <laughs> đấy là cách tốt nhất, đúng không? Con đường trung đạo đấy. Còn ai mà lỗ 7% đổ về đến ngày hôm nay lỗ 7% nhá. Thì ngày mai nó ra hồi khoảng 2 3% té. Đến ngày mai nó chỉ còn lỗ khoảng 5% thôi, té. Nhưng ai mà lỗ trên 7% thì phải chờ đợi chung mình giá. Rồi về bờ hết, không phải lo không phải hoảng trừ khi là lỗ trên 7 phần trăm mà lại còn phun nữa thì chịu cái đấy thì phải xem lại và anh em chủ động đây là kịch bản mình cũng không tối đa là cho hết nhà đầu tư nhưng mà cũng đa phần nhà đầu tư sẽ dính trong các trường hợp này đấy đây là đối với những nhà đầu tư mà quá tỷ trọng nhé thì cả nhà phải lưu tâm như này nhé còn ai mà không quá tỷ trọng thôi không cần giá soát nhiều làm gì đâu ổn định 30 năm phần trăm thì thôi không có vấn đề gì cả ta cứ bám sát. rồi còn iPhone thì chúng ta sẽ lưu ý. rồi iPhone tiền thì lưu ý giải ngân như thế nào. Đấy, từng trường hợp cho nhà đầu tư thì cả nhà đều biết cách, cả nhà hành động. nhá. Yeah. làm sao chúng ta trường kỳ, chúng ta sống được trong vòng khoảng 2 đến ba tuần nữa, trước khi có một cái nhịp tạo đáy. nhá. Yeah. cố gắng vượt qua cái giai đoạn này, anh em nhé. ăn từ đầu sóng. mình cũng sẽ like và cập nhật chi tiết hàng ngày cho anh em về tình hình thị trường rất là kỹ trong giai đoạn này. mình cũng nói với anh em khách hàng rồi. anh em yên tâm, là đoạn này sẽ update chi tiết trong phiên sẽ quan sát rất kỹ thị trường trong phiên để đánh giá cả nhà anh em cũng họp bàn liên tục với nhau các trợ lý rồi bàn bạc các thứ để ra được cái kịch bản cả nhà nó tối ưu nhất sau lần này phải chiến đấu phải vào được từ đầu sóng vị thế từ đầu sóng nhá yeah. ok rồi xem qua các nhóm ngành nhá Tao có 2300 anh em YouTube rồi, 500 anh em, 540 anh em TikTok rồi. Ừ, chứng tỏ nhiều người xem lắm, tiền còn nhiều lắm. Đoạn này lãi suất rẻ Đúng không? Anh em giờ bán chứng đi cũng chẳng biết mua gì. Giờ bảo bán chứng đi mua gì, chẳng biết. Đất ngoài kia sốt ở mầm luôn ấy. đất cực sốt luôn. Mình có ông anh chiều nay gọi vào. Em biết tiền tiết kiệm nó rút ra kinh khủng luôn anh bạn dự án vài nghìn tỷ bán phút mốt xong hết toàn mua có bốn năm chục tỷ phát thôi xuống tiền nhanh lắm tiền bên trong thấy trứng người thấy uh, nói chung là bây giờ là cái tài sản rẻ là chết với các bố tiền ngoài kia thôi lãi suất ra rẻ các bố không gửi ngân hàng các bố ra om nói chung là chỉ béo bố bất động sản chứng khoán thì giảm như này chỉ béo mấy ông cầm tiền sợ thật béo lắm Ok anh em cho một like đi Chúng ta có 2.300 anh em YouTube mà mới có 400 like nhỉ TikTok chúng ta có 5.000 like rồi Ui Mấy nghìn like nhỉ nè Không thấy like bao nhiêu nhỉ Xem qua các nhóm ngành anh em nhé Đầu tiên nhóm banh khá là hay khi mà banh giữ vững được cái vùng sideways ngày hôm qua thực sự là hôm qua chúng ta nhìn banh nát lắm <laughs> tối qua công nhận không có cái video vừa đăng trên tiktok mấy anh em nó đăng ấy đúng thật là tối qua chúng ta nhìn banh rất là nát và tối hôm qua mình có hy vọng đó là banh cố gắng giữ được cái vùng sideways này mở về banh tại vì hôm qua là con top 2 gãy hết rồi ví dụ như là chúng ta thấy đó là tiên phong banh rơi hết rồi vp là coi như cụ đi rồi đúng không stb là cũ đi rồi msb là cũ đi rồi à, vỡ hết cái đáy trước đó rất là hay là hôm nay chúng ta có mời bánh <laughs> ôi giời ôi một cách đánh cái đánh sideway không ạ rất hay đúng không đánh sideway rất hay mà lại kèm volume đúng thật là có sự rũ bỏ ông phiên có nổ vôn vol, kèm volume hồi phục trở lại Nó quá tốt đi nhóm banh như này vận động như này là quá tốt có thể nha, trong trường hợp xấu nhất cái này mình nói trường hợp xấu nhất thôi còn nếu trường hợp đẹp thì tất nhiên là nó sẽ tạo đáy đi ngang ở đây luôn thì anh em nói chung là gọi là cười kinh khích luôn thì trong một trường hợp xấu nhất thì có thể là nhịp này lại tiếp tục là một nhịp bull trap tiếp của nhóm banh sau đó có thể quay lại nhịp này em phá đáy dưới và về đến vùng dưới thì nhóm banh sẽ giảm thêm như kịch bản của mình ấy đó là nhóm banh sẽ giảm thêm khoảng ba năm phần trăm nữa nhưng mà trong cái phiên ngày hôm qua nát thì mình cũng đã nói với anh em đó là chưa chắc là banh này đã chết đâu. Ừ. Phiên qua nát thế nhiều con nó còn giữ được form sideways. Thì đến phiên ngày hôm nay thì nó lại trông nó lại cũng mướt. Đấy, nên là bảo là banh giảm thêm 3% nữa là cũng càng đấy, đúng không? Hôm nay liên Việt có những lúc về 32.8, liên Việt có những à quên CTG, công thương có những lúc về thủng cả cái đáy hôm trước đúng không thủng cây break ngày hôm trước sau đó cuối phiên rút chân kẹp volume rũ bỏ hay quá đánh hay quá đoạn này thì nhóm banh thì nếu mà nhóm banh tích lũy đoạn này thì, ổn thì khả năng sẽ vào sóng tiếp khả năng sẽ vào sóng tiếp nhưng chắc chắn là cũng phải cần thêm hai ba bốn tuần nữa rồi không thể nào nhanh được liên việt thì nó quá là khỏe rồi liên việt thì nó là một trong những cái con mà đã vượt đỉnh rồi nếu mà thị trường mà có gãy một pha nữa thì may ra liên việt quay lại test lại 17, 18 còn nếu thị trường mà đáy chính là vùng 1.200 uh, à 1.192 ngày hôm nay nhé, có thể hôm sau về test đáy không thủng nhé, thì liên việt còn chạy tiếp target của liên việt phải khoảng 21, 22. tức là anh em dùng nãy mình nói đó là những con khỏe ngày hôm nay thì khả năng rất cao là nếu mà thị trường đáy chính là ngày là là 11 uh, 1.192 ngày hôm nay này, thì những con khỏe ngày hôm nay ok khỏe tiếp nhưng mà những con khỏe ngày hôm nay mà thị trường nó chỉ cần bung qua một một chín hai một tí nữa ví dụ nó bung về một tám mươi chẳng hạn thì những con khỏe ngày hôm nay sẽ là những con giảm bù nhá nhớ cổ phiếu mạnh trong lúc thị trường tạo đáy mới là cổ phiếu ngon mới là cổ phiếu ngon còn cái nhịp này chúng ta chưa xác nhận được là đây có phải là đáy hay không ta chỉ biết là đây là một tín hiệu rồi được chưa thì thế là phải, phải lưu ý những cái con như thế này mình thì mình không không mua khi yeah, thị trường gãy chen thì còn chen thì mình mới ưu tiên cổ mạnh còn gãy chen thì mình lại chờ thị trường tạo đáy <laughs> kinh nghiệm đây anh em ạ Đấy, lên việt còn tất nhiên anh em có thì ok chúc mừng anh em thôi yeah, nhưng anh em phải lưu ý cho mình như vậy sáng tình trạng này mấy hôm nữa thấy thị trường nó sọc về một một tám bảo ôi liên việt của em đây, giảm bù hai cây tại vì cái tội là mạnh lúc thị trường giảm cơ đúng không không có gì cả tiếp theo chúng ta có Tech Tech quay lại test em 20 một chút thôi đúng không cũng chưa nhúng về được cái vùng 43.5 thực sự banh đoạn này hát. vì là 40 hôm nay còn xanh được là là rất khỏe đấy bit hôm nay cũng có cái nhịp hồi phục lên nửa cái cái nến giảm ngày hôm qua test em 50 có vẻ như là bit cũng muốn muốn tèo khỏi vùng này rồi có vẻ như tôi chứ còn sideways thì cây nến nó không nói được nhiều điều nhưng có vẻ như bit muốn chỉnh thêm một chút nữa yeah, nếu bit mà về được vùng 47 ấy thì mình nghĩ sóng sau của bit sẽ rất là mạnh. rất là mạnh. Yeah, rất là mạnh. Đấy, nhưng mà không biết có về được không vì đây đang là đáy biên, trong sideway, đang sideway biên thì về đáy biên cổ phiếu thường hồi. <laughs> Khi nào mà thủng ra khỏi biên thì chúng ta mới mới dám kết luận chứ còn ví dụ như hôm qua mình không dám kết luận là CTG nó sẽ thủng được cái biên thủng ba là khó lắm không dám kết luận được như vậy đâu vì nó đang đánh sideways sideways mà cứ phán trước là dễ ăn tát lắm nó đâm lên biên trên nhá mà phán trước vượt đỉnh cũng dễ ăn tát mà nó đâm về bên dưới mà phán trước vỡ đáy là cũng rất dễ ăn tát cái kiểu sideways nó như vậy ACB cũng vậy hôm nay cũng có một cái phiên phục hồi Tuy nhiên phục hồi cũng chưa lấy lại được cái cây nến ngày nửa cái nến ngày hôm qua nhưng cũng là một cái phiên mà dừng chân lại được. Nó cũng chứng tỏ là thị trường cũng sẽ có lỗ nhịp hồi đủ tê đấy. Đấy mình cũng vừa vẽ cho anh em là trong một trường hợp xấu ấy mà đội banh này lại bull chat tiếp nha. Bull chat tiếp thì sẽ giảm thêm đâu đấy khoảng 3 5% nữa từ cái giá ngày hôm nay. Đâu đấy khoảng 5% nữa. Nhá. Yeah. nữa, tức là thủng qua cái đáy cũ. Đấy là anh em phải lưu tâm để test lại em 100 thì lúc đấy thị trường khả năng sẽ bung cái mốc đáy ngày hôm nay đấy. nhóm banh là phải nhóm rất lưu ý nhá nó là như vậy đấy cái việc mà đi ngang trong vài phiên tới nhóm banh quan trọng lắm chào là có cầu vào để kích lên hay không đúng không ví dụ anh mà b này ngoái lại được vùng 24, 25 yên tâm lắm anh Tech này ngoái lại vùng 46, 47 này yên tâm công tác ngay ctg ngoái lại được 34, 35 nghe hơi khó nhưng mà nếu mà làm được như thế thì thì thị trường sẽ rất là ổn nhẹ nhàng còn mấy con top 2 thì đang cụ tèo rồi tiên phong banh cụ tèo rồi nhá yeah. tỏ tí te rồi SHB nhịp này là ác nhé SHB nhịp này lại trông lại cũng hay đáy đấy nếu mà nói form đẹp đoạn này thì đúng là không 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 chê được không chê được bố bầu hiển công nhận đúng không đây là cái lý do mà khả năng cao nhìn này SHS mà có tăng thì mình cũng sẽ không có cơ cấu bất kỳ một cổ SHS nào nhất là vị thế của mình cầm cũng tương đối tốt ở vùng 18x cái thứ hai đó là anh em thấy đó là khi mà một con ngân hàng tăng nó kẹp theo một con trứng thì nó sẽ rất là ổn ví dụ như là CTG tăng thì CTS tăng mà B tăng uh, bit tăng thì uh, đai uh, tăng Đấy, kiểu thế đấy kiểu nó thế nó kẹp theo một con trứng ví dụ là uh, đấy giống như vậy kiểu như là bidv này với bsi này rồi mb với lại mbs này kiểu thế hai con nó thường có tí liên đới với nhau đấy vì thế nên là shb với shs mà đoạn này mình thấy shb form này là trông cũng được đấy nói chung là hết độ nát rồi gọi là <laughs> không còn gì để nát kích thêm một cái tin đó là uh, định giá rẻ rồi lại chủ tịch mua vào khoảng trăm triệu cổ hơn nghìn tỷ là cũng ác đấy nói chung là shb nó này anh lùa được kha khá, khá cổ đông <laughs> lùa được kha khá nhá yeah. mình cũng hy vọng shb nó tốt thì cho anh em shs được kiếm ăn một tí, yeah. có tí anh em anh, anh em shb có tí cháo thì shs cũng có tí cơm giang nhé yeah. cái <laughs> SHB thì ngắt ngứ ở đây lâu lắm rồi các con khác thì toàn ở trên đỉnh thời đại ông nghe SHB ông ngụp ở đáy anh em phải cho nó khỏe hơn thị trường tí nhé yeah. chuyện bình thường Vietcombank Vietcombank sau khi rơi khỏi cái tam giác này thì thực sự là tương đối buồn đúng không hôm qua Việt công cũng chính là một trong những cái tác nhân khiến thị trường quay đầu giảm tới 2,75 2,75 điểm đúng không à, 2,75 thì có một cái tam giác sau đó kích hoạt một cái đà bán về đúng cái cây break trước đó ngày 28 tháng 2 28 tháng 2 thì Vietcombank lại về nền 89 thì khả năng ở đây Vietcombank cũng sẽ có một cái đà tích lũy ở đây khả năng nó xuyên qua M200 cái kiểu này thường là đánh xuyên luôn vào 88 nhé và khả năng sẽ bật ở đây nó sẽ bật ở đây nhá yeah, bật ở đây đấy thì Vietcombank cũng là một cái nhân tố quan trọng mà mình nghĩ rằng là khi mà thị trường tạo đáy nó sẽ dùng đến Vietcombank đấy Yeah. thì cái việc Vietcombank điều chỉnh về 8889 là tương đối ok để chờ những cái lúc mà cần dùng đến thì sẽ có Vietcombank hỗ trợ ok đấy là đối với nhóm banh tóm lại là banh thì với form như này thì khiến thị trường có thể sẽ hồi phục đủ tê à, và chúng ta cũng phải theo dõi xem là đây liệu có phải một nhịp bull trap của nhóm banh nữa hay không nếu mà tiếp tục bull trap tiếp của nhóm banh thì thường nó giảm thêm khoảng 5% thôi 5 đến tức là từ giá đáy ngày hôm qua thì giảm thêm khoảng 5 phần trăm nếu mà từ giá ngày hôm nay thì giảm khoảng 7 phần trăm đấy thì thường là sẽ có đáy tại vì giảm đủ nhịp đấy thường là sẽ có đáy luôn thì đấy nếu muốn cháp và khi đó thị trường cũng sẽ dễ tạo đáy ngay thì chúng ta quan trọng là chúng ta phải theo dõi cái nhóm banh này nó vận động như thế nào và đầu tới này nếu mà nhóm banh khỏe vận động tốt thì mình sẽ tham gia banh nhé yeah. Ok đấy nhóm banh tiếp chứng khoán, chứng khoán này chúng ta có CTS, CTS thì vẫn duy trì cái sức mạnh như ngày hôm qua. Chúng ta có MBS tăng 2,5%, 2,15%, AGR đúng không? Mấy con nhỏ này tăng. SHS nay cũng tăng lại được 1,858%, hồi phục sau phiên giảm ngày hôm qua thôi. À, với cái thanh khoản mà duy trì 30.000 tỷ như này, hai viên 30.000 tỷ như này tôi tương đủ ok đúng không? Tiếp tục nói về cái mặt bằng thanh khoản, mặt bằng thanh khoản duy trì khoảng 30.000 tỷ mà duy trì tới cả hai phiên như thế này chứng tỏ là đã rút bỏ được một lượng nhà đầu tư rất là lớn rất là lớn ao ở thị trường và sẽ ngồi ngoài ngắm viễn cảnh chắc chắn là như thế và chúng ta sẽ chứng kiến là gần lễ gần tết thanh khoản chúng ta vài ngày tới lại tèo luôn thanh khoản chúng ta sẽ từ giờ đến cuối tháng sẽ tèo luôn nhá yeah. chắc chắn từ giờ đến cuối tháng sẽ dễ tèo thanh khoản lại teo top lại khoảng 17 bảy nghìn tỷ mà mai anh em xem bắt đầu thanh khoản lại tèo lại cho xem Nhớ yeah tèo sớm thôi rũ rung rũ hết rồi bán hết rồi ngồi ngắm thì chẳng <cười> tèo <cười> ok chứng khoán thì vẫn có câu chuyện đó là ích, đúng không nhiều anh em bảo hôm nay đồn ích lại delay delay lại có chuyện để vẽ thôi để kể thôi thứ hai là câu chuyện nâng hạng của thị trường ba là tăng vốn nên là những cái cổ phiếu chứng khoán như là cổ phiếu rất là nhạy với thị trường và trong nhịp điều chỉnh này anh em nên có nó là của những nhóm cổ phiếu dễ đánh dễ đánh ở trong nhịp chỉnh anh em nên có nên mua và nên có vị thế để sẵn sàng chúng ta gia tăng bất kỳ lúc nào khi thị trường tạo đáy tại vì khi thị trường tạo đáy bọn này sẽ là bọn tăng mạnh nhất anh em thấy những cái pha tạo đáy của thị trường ấy, bọn này toàn là những bọn tăng mạnh nhất rất là nhạy ví dụ ai từ những cái pha tạo đáy nó xong này nó tăng này từ những pha tạo đáy xong này từ pha này tăng hai mươi hai tuần hai tuần nó, 2 tuần nó 20% hai mươi rất là khỏe đấy là đối với đài của những con khác ví dụ như ép đoạn trước tạo đáy S đoạn tạo đáy tăng với cả 22 trong vòng công tuần rất là nhạy rất là nhạy nhóm chứng khoán rất là nhạy AI hôm nay có một cái viên hồi phục sau khi về pullback tại MA100 ừ, về nền luôn về nền 35 luôn đấy, ví dụ như AI thì anh em những cái vị thế mua trung hạn thì anh em giải này ví dụ mình hướng dẫn anh em giải này 34 này 32 này 30 này 31 này giải như này còn nếu nó tạo đáy sớm thì sao tạo đáy sớm thì mua hết lượt đấy vào khi mà nó có những cái phiên break còn không thì kệ chứ vội gì đấy, nó lên đây nó lại dí về đây ra lên đây đến đây nó bắt đầu nó tạo đáy đây ra đấy đúng không thì những cái phiên này mới là phiên mua đủ này những cái phiên này mới là phiên mua đủ hoặc là những phiên trên này mới là phiên mua đủ này đấy còn những cái phiên này thì là lấy vị thế này lấy vị thế này lấy vị thế này đấy, đấy. đấy. cách cả nhà giải cả nhà mua trung hạn là như vậy giá vốn của nhà sẽ tốt và nhà sẽ tối ưu hơn còn ai thì pullback tại em 100 thôi chen thì nó gãy rồi đúng không? chen nó gãy rồi uh, ENI thì cũng sẽ có nhịp hồi về quanh vùng 36 SHS thì cũng sẽ có nhịp hồi về quanh vùng 19.7 quanh đó MBS cũng vậy cũng sẽ có một nhịp hồi lên lại 29 đa phần là sẽ hồi phục hết rồi ngày mai đa phần là sẽ lên test lại hết và lên test lại thì quan trọng là anh em có cơ cấu hay không rồi Yeah, chúng ta vị thế chúng ta như thế nào có ổn hay chưa có cơ cấu hay không rồi chứ ngày mai nó sẽ cho anh em bán sẽ cho anh em bán quan trọng là anh em có bán hay không thôi đấy có bán hay không yeah, thì tùy từng vị thế mà mình hướng dẫn từ đầu video ấy để anh em ra quyết định chia sẻ rất là kỹ về chiến lược rồi đấy để anh em ra quyết định tùy từng vị thế nhà đầu tư để quyết định là mua hay bán như nào cho nó hợp lý nhưng về mua mới nhá ngày mai hồi lên cấm đua dễ bùn chạp nhá dễ bù chép lắm hồi lên là không đua nữa hôm nay là bắt cái lúc 1192 bắt lúc giảm mạnh như là quá ngon rồi còn gì nữa. thì ngày mai lúc đấy hồi lên là phải bán cái hàng t cộng sẵn ra cái hàng t không ấy mà hôm nay lướt ấy là ngày mai sẽ, hồi lên phải bán ngay còn ngày mai là không lướt lát gì nữa nhá khi mà thị trường hồi rồi lướt là kẹp luôn đấy chỉ có bán hàng lướt ra thôi đấy, anh em phải lưu ý là như vậy không mai để thấy nó xanh lại nhảy vào đua ví dụ ngày mai cuối phiên nha cuối phiên ngày mai nó mà xanh mạnh cái áp lực ngay đúng không xanh mạnh cái áp lực ngay không có gì về áp lực càng tốt nhá yeah. <laughs> xanh mạnh chơi lễ cho nó vui đúng không nhưng mà thị trường chúng ta vẫn chung điều chỉnh, là chỉ được điều chỉnh thôi yeah. chung là điều chỉnh thôi chúng ta cứ bình tĩnh có gì vội vàng cả có hàng rồi thì cứ cầm đúng vị thế đúng tỷ trọng là được gia tăng theo tín hiệu hồi lo không phải lo là mất phần đâu FTS hôm nay cũng có một cái cây uh, cũng dí cũng đau đấy nhỉ, FTS hôm nay về 54.2 rồi mà kết phiên ngoài lên gần tham chiếu tức là con này hôm nay uh, giảm rồi đấy khoảng hơn 5%, con này hôm nay t0 ăn ngon luôn này cứ con nào hôm nay anh em hôm nay thấy nói là cứ cứ con nào hôm nay là giảm trên 5% là t0 đúng không? kiểu nó vậy Hôm qua sàn rồi, hôm nay giảm trên 5% nữa không t0 thì có mà kể cả phiên hôm nay cuối phiên nó sàn nhé thì ngày mai nó sẽ hồi cho anh em một cây mạnh tức là kể cả hôm nay không phải rút chân thì ngày mai nó sẽ hồi một cây mạnh nhưng mà thông thường là vì là hôm qua nó giảm 60 điểm rồi hôm nay bú thêm của 20 điểm nữa yên tâm công tác quá còn gì nữa yên tâm công tác quá cổ phiếu còn giảm đến năm t không ăn quá còn gì nữa. lướt hàng kẹp kê okay, đúng không vớ vẩn lại còn đủ tê chứ ai bắt ngày hôm nay 54.3 chẳng hạn đúng không hoặc là 54.6 chẳng hạn thì khả năng hàng về kêu còn có ăn ý. đủ tê mà dễ đủ tê lắm thì cũng xã hội được lên FTS cũng xã hội lên vùng 58 x thì cả nhà canh đó hàng kẹp hàng kiếp gì mà đã mua tê không thì cả nhà bán ra ai cơ cấu cơ củng gì cơ cấu gì dần đi nhá đấy là cơ cấu vị thế mà sai như thế nào đấy thì cơ cấu chờ cân bằng lại không lại tiếp tục chinh chiến VCI hôm nay cũng rút chân VCI hôm nay về 46X Rút chân lên lại 47.8 Ngày mai cũng sẽ có xu hướng hồi lên lại 49.4 Quanh quanh khoảng 49 À 4, 48 49 Khoảng 49 nhé yeah. ừ, khoảng 49 à, 48.7 49 Khoảng đó VND Ui không biết để rời ác quá VND này hôm nay ông về tận 19.3 luôn Ông giật lên Đúng không? VND thì nó sẽ có xu hướng hồi lại vùng 20, 21 nhé, trước mắt là như thế đã Gãy cái ME 200 rồi, cái này yếu, yếu do tin tức nó không hỗ trợ lắm Đúng không, bây giờ nói chung là cổ đông quan tâm đến VND là ít rồi Vì là sau cái vụ phốt vừa qua thì cũng phải chờ khoảng một quý đến hai quý Để cho bình ổn về mặt tâm lý đã, thì bắt đầu mới ok lại được anh em nhé Vick hôm nay cũng rút chân tại em 200 cũng là một cái điểm T0 rất là đẹp và nền 17 đúng không? Sau đó rút chân, Vick cũng sẽ hồi lên lại 18 x 18 x nhá. Lên 18 x xong lờ đây thêm. Nhiều con này dễ là đáy luôn lắm nhé Tức là đáy đáy đoạn này luôn ấy. Đây mình ví dụ anh em tại sao lại nói cái quan điểm đấy này. Tức là ví dụ nhá, nhiều con hôm nay nó sẽ là đáy đoạn này này, tại vì là khi mà hôm nay nó giảm đến cái điểm thấp nhất ngày hôm nay ấy, có thể nó sao hồi lên nhé, sau đó lúc nó test lại nó không thấp hơn cái điểm ngày hôm nay đâu nó là vào đây thì có phải là cái điểm thấp nhất ngày hôm nay chính là đáy không có tất nhiên sau đó nó dập dình nó có thể test lại cái điểm thấp nhất ngày hôm nay nhưng nó không thủng nhiều con nó sẽ có trạng thái như vậy nhé rất chú ý à, tại vì sao mình nói như thế nhé thì một vài con nó đã chứng minh cái điều đấy DRC là một con này là một con hồi phục trước thị trường à giảm trước thị trường nhé. thị trường giảm ngày mùng 3 tháng 4, nó giảm từ ngày mùng 3 tháng 4. VN Index. Mùng 3 tháng 4 thì thị trường của chúng ta cũng là một cây giảm. Lúc đó chưa các em em sau đó còn hồi lại cơ nhưng con này nó tiếp tục nó giảm tiếp. Đấy. Thì anh em xem cái cách vận động của nó nhé. Sau khi về sau khi rơi này. Rơi khoảng hai cây sàn. Thì sau khi về đến đây thì khoảng quanh 30 nó cũng có những cái nhịp hồi lại test lại, lại hồi lên, lại test lại, lại hồi lên. Đấy, thì những cái điểm thấp nhất đây này. Cái điểm này này của cái cây DRC của cái cây ngày 11 tháng 4 ấy thì cái điểm thấp nhất ngày hôm nay nó cũng chỉ quanh đấy thôi. Và thậm chí kết phiên ngày hôm nay chúng ta phải tính điểm thấp nhất là kết phiên chứ. Nếu mà tính dâu thì ngày hôm nay có thể là lưu lâu. Nhưng mà nếu mà tính kết phiên ngày hôm nay thì nó vẫn đang trên so với cái giá mà mua giá sàn ngày hôm trước đó tại MB100 này anh em thấy không vậy thì thị trường nó cũng sẽ tích lũy có những con nó sẽ kiểu như này mà nó cứ là vào đây thôi đến khi nào thị trường nổ nó lên thôi tức là thị trường gãy thậm chí gãy tiếp nó không gãy nữa vì nó giảm đủ nhịp rồi đủ chiết khấu rồi gãy nữa thì cơ mà lái ra đây à đấy ý là như thế nhé còn tất nhiên có những con nó sẽ giảm bù tất nhiên có con nó sẽ giảm tiếp nhưng mà cả nhà phải chú ý những cái con đó cái con mà nó khi mà thị trường có thể điều chỉnh nữa nhưng mà cổ phiếu nó sẽ không điều chỉnh nữa vì nó giảm đủ nhịp rồi nó giảm trước thị trường rồi đấy đấy là cái cách mà mà anh em xem vận động đấy hay là con như con BF đúng không nhỉ không con này không phải chuẩn là con DRC đúng không chuẩn là con DRC ok đấy là mình nhìn ra được thôi mình thấy nó na ná thôi nó để giống cái ví dụ cho anh em thôi tiếp theo là nhóm uh, thép nhóm thép này không hiểu sao nét mc này trần nhỉ có tin gì à <laughs> biết là có tin gì nhỉ này này trần ác thật đấy con này trần mình thấy trần trong khoảng phút có một cái lệnh đang giá đỏ luôn, đang giá đỏ Đang giá đỏ có một lệnh 14.900 tham chiếu luôn Một lệnh 30.000 Một lệnh 68.000, một lệnh 127.000 tím luôn <laughs> SMC Về nền đáy luôn, bật lại Hòa phát này cũng rất là ok Hòa phát này test lại m200 Sự... Điểm mùa quá đẹp luôn anh em ạ Hòa Phát này test lại hai 200 là một trong những điểm mua dài hạn quá là đẹp luôn ý dành cho những nhà đầu tư mà xài tiền lớn ý quá đẹp luôn Hòa Phát có giá test tại M200 đúng không một trong những điểm mua mà lấy vị thế mình nghĩ là cũng chỉ thấy một năm vài lần thôi có thể là sau đó xong vài phiên tới Hòa Phát có thể test đi test lại cái đáy 27x này nhưng mà cái điểm 27 vẫn là một cái điểm đẹp đúng không VGS này tăng 6,77%. Đây là cũng là một trong những con khỏe này. VGS này, con CTS này, con B... B... Liên Việt, này. à Lộc Phát Banh quên. Lộc Phát Banh này, đấy. Ba con đấy là ba con khỏe và kéo hiệu ứng của thị trường. Nhưng cả nhà phải rất lưu ý ba con này nhé. Mình nói đấy, nếu mà thị trường nó không gãy nữa thì ok. Còn nếu thị trường gãy nữa thì nó sẽ có những cái chiều hướng giảm bù đấy. Nhá. Phải lưu ý cho thị trường tạo đáy hay, hay hơn là đu nhá khỏe đoạn này phải từ từ đã khỏe đoạn này cũng phải từ từ ngày mai mà nó tăng mạnh như anh em còn FOMO ấy hạn chế phô mô thôi nhá. mai tăng mạnh từ từ mai tăng mạnh thì canh bán những cái hàng lướt mà hôm nay chúng ta mua lướt ấy ok và canh cơ cấu giả soát lại danh mục đi để chuẩn bị cho cái nhịp mới thì sẽ tốt hơn hoa sen hoa sen này về em hai trăm hoa sen này về em hai trăm đáy biên Đúng không? cũng kỳ vọng là phục hồi tại đây Nam Kim nay cũng vậy, Nam Kim nay anh về đáy biên, phun bạch lại, đúng không? Bất động sản ra, nhà Từ Liêm nay 2,89%, hồi lại hết, đa phần hồi lại hết. Đích hôm nay giảm tiếp, nhiều anh em bảo hôm nay nhiều con bitcap giảm tiếp bình thường nhé. Ví dụ bất động sản giảm tiếp, đơn giản thôi, tại vì giảm bù cho đủ chiết khấu, thị trường gãy chen rồi, ông giảm bù là chuyện bình thường nhé. hôm nay là bất động sản giảm 3%, mình thấy là tương đối nhẹ nhàng đấy, hôm qua 6% hôm nay 3% mà rơi từ đỉnh đến bây giờ là khoảng 10%. Rơi từ đỉnh đến bây giờ khoảng 10%, trong khi banh nó đã rơi 12% rồi. Thì này là nhẹ hay là không nhẹ? Nhẹ chứ, nhiều con rơi 20% đấy anh em. cái này một cái hàng động cơ như hàng gách này. Gách phải rơi từ đỉnh đến bây giờ là khoảng từ điểm cao nhất đến bây giờ là khoảng 20% rồi. Như đích rơi điểm cao nhất hôm qua sàn, nay một cây 3%, đâu đấy khoảng gần 10% thì hôm nay là giảm bù tương đối là nhẹ nhàng với những cái cổ leader của nhóm bất động sản tại vì khi mà thị trường đã gãy rồi thì chẳng có cái nhóm nào gọi là nhóm dẫn dắt cả nhá yeah. bây giờ lại bảo là vẫn là ui bất động sản lít banh lít chẳng có nào lít hết thị trường gãy trend thì không có nhóm nào là nhóm dẫn dắt hết phải chờ thị trường tạo đáy thì bắt đầu mới tính tiếp ok vậy thì bất động sản hôm nay thì đích cũng về lại một cái trendline line cái đường 29.4 sau đó rút chân hôm nay mình cho anh em t0 ở 29.5 ngày mai sẽ bán cái hàng t0 ra và cũng sẽ cần phải loanh quanh một hai tuần ở đây nhá yeah. cùng với thị trường test lại cái đó là test lại cái trend này Đấy, test lại cái trend này tương đối là ok thôi đúng không gặp thị trường xấu test lại trend này bình thường rất tiếc đúng không rất tiếc cho anh cho anh cụ dg với game tăng vốn thì chắc là vẫn neo được Hôm nay là một phiên rũ mạnh đấy, rũ mạnh, đánh rũ từ sáng, 5% từ sáng, có cưa trong ngày, nói chung là hôm nay là khá khá hàng rồi, ra khá khá rồi nhá. Cái việc mà DG cũng sẽ tái tích lũy ở vùng 29 này thêm khoảng vài phiên nữa thì mình nghĩ là tương đối bình thường. Có thể cũng sẽ test lại 29, thậm chí là nhé, có thể test về 28.3. thậm chí là có thể test về 28.3. Ok, đấy là đối với DG. HDC, HDC hôm nay hồi tại đáy hồi thôi. Về nền rồi. KDH nay bật cũng về MA 100 bật. TCH giảm 0,63%, tương đối nhẹ nhàng đúng không? TCH này rút chân trên MA 20, con này khỏe thật đấy. Này khỏe ạ. Sợ thật đánh như này, quá là kinh luôn đấy. Khỏe con này là một trong những cổ phiếu rất khỏe luôn đấy. Có thể cái đáy này sẽ là đáy của TCH luôn đấy tức là cái vùng hôm nay 14.8 này có thể nhịp sau thị trường chỉnh nó cũng không về đến cái đáy ngày hôm nay đâu mình nói nhiều con cổ phiếu nha hôm nay chỉnh cái điểm sâu nhất nhá có thể trong thời gian tới thị trường điều chỉnh nó không về nó vùng đấy nữa đâu thậm chí nó không thủ vùng đấy đâu là chuyện bình thường nhá anh em đừng có bắt nó cứ phải khi mà thị trường giảm anh em đứng bắt các cổ nó phải chiết khấu tại vì đây là pha giảm cuối của tham minh rồi chúng ta đã điều chỉnh từ mùng 8 tháng 3 bây giờ là khoảng gần 2 tháng rồi tăng 4 điều chỉnh 2 tháng đúng không thì trong những cái pha cuối cùng này thì những cái pha đầu tiên của những cái pha rơi cuối ấy, thì thường là nó sẽ rơi cùng nhưng mà đến pha thứ hai rơi của thị trường pha cuối chẳng hạn thì vớ vẩn mỗi thị trường rơi thôi các cổ chưa chắc nó rơi đâu rất chú ý cái điều đó Vinhome hôm nay cũng quay trở lại Vinhome thì vẫn là nền đáy thôi có vẻ như họ nhà Vin cũng muốn tạo nên một cái bất ngờ gì đấy đấy nhá Mình thấy vôn của họ nhà Vin tăng rất mạnh nhé không biết nó sang tay cho thằng nào nhưng mà kiểu kiểu nền này là vớ vẩn lại loanh quanh lại lúc cần lại đánh lên đấy khu nghiệp hôm nay anh thế sc hôm nay như thế sc hôm nay có một cái pha hồi phục tại pullback tại ma 100 đúng không hy vọng sc sẽ về đáy này về nền rồi đúng không? về nền đây rồi các con mình cần tạo đáy đó là con SSC là một nếu mà tính chỉ báo về sớm thì thường SSC tạo đáy là ok hai là CTD tạo đáy là ok hai con này là hai con chỉ báo sớm như nhịp trước thì nhịp này cũng nên lấy nó làm tham chiếu một chút xem nên là nó tạo đáy như thế nào yeah. CTD hôm nay cũng về một cái vùng cũng tương đối hấp dẫn 63x đúng không sau đó rút chân lên 66 hấp dẫn đấy đúng không điều chỉnh từ đỉnh cũng forward khoảng 3 nhịp ở 17 phần trăm trong uptrend dài hạn thì khoảng 17 20 là tương đối là hợp lý tương đối hợp lý khu nghiệp đầu tư công đạt phương đạt phương nay có lúc dí gần sàn ngoại kéo lại căn bản là con này chưa phân phối kịp chưa xả kịp tiền anh em vẫn kẹt ở đây gặp thị trường xấu kẹt ở đây bắt buộc phải kéo lại giật lại <laughs> cái kiểu bung trần sàn như này mà hồi lại thì hồi lại 50 x thì anh em nên té nhé yeah, té chờ khác hút hút thì hôm nay vẫn là ở đáy thôi VLC, là c Ủa, vỡ nền luôn Đầu tư công là nhóm nói chung là quá là đen. Đen lắm. Đen lắm, đầu tư công đen lắm. Năm nay đúng công nhận đầu tư công đen. Phải nói thật là như thế luôn. Đen không chịu được. Thị trường tăng không tăng được miếng nào, thị trường giảm cũng giảm theo. Thị trường hồi hồi ít nhất đúng combo gọi là bộ ba hoàn hảo. Hôm nay chúng ta có PVT sau thông tin liên quan đến học cổ đông lợi nhuận tăng đúng không? PVT thực ra là bật về MA200 bật về nền sideways lâu rồi lại bật lại thôi PVC hôm nay cũng về nền PVS này về nền bật đa phần là về nền hôm nay bật hết BHR hôm nay cũng tóm lên được GAS PVD hôm nay cũng bật tại MA100 về nền hết đúng không? FRT, FRT rất hay, chúng ta đang có hai đáy nhỏ của FRT đúng không? Hay quá. FRT này cũng là một cái chỉ báo báo sớm thị trường điều chỉnh đấy. FRT DGC nếu anh em không nhầm ấy, nếu anh em để ý, ý đó là FRT và DGC điều chỉnh ấy, sau đó xong thì các cổ phiếu bắt đầu có những tín hiệu điều chỉnh từ đó. Điều chỉnh ở đây có thể là tích lũy, có thể đi ngang, có thể là pha cuối giảm như nào không biết nhé. Nhưng mà những cái tín hiệu từ FRT DGC ý, nó là những cái tín hiệu rất là quan trọng ví dụ hôm nào mình thấy FPT đánh chẳng hạn hôm đấy thị trường khó xấu lắm FPT <laughs> <ấy. cười> hôm nào thấy hòa phát đánh chẳng SSI đánh chẳng thị trường ngon nó là những cái tín hiệu cơ bản để chỉ báo thị trường rất là quan trọng FRT hôm nay thì rất là hay trên 1H hình như đã có hai đáy rồi một h đang có hai đáy rồi rất hay thì FRT cần có một cây công lại vùng 147 nếu FRT công lại vùng này thì tương đối là yên tâm đúng không về đáy biên bật hay quá mà lưu hôm nay tham chiếu mà lưu cũng là một cái con tương đối khỏe nhịp này cũng giữ được ở vùng 48 này là khỏe rồi khỏe ăn nhiều con đấy MPT hôm nay giật lại tại MA50 tạo một cái vùng biên ở đây đấy với cái cây ngày hôm qua về đáy biên này anh em này đấy nhá hôm qua về đáy biên đấy đang đi một cái biên trên này đấy. đấy anh em thấy không tạo biên sai web nhé hôm qua về đáy biên nhé mà chúng ta vội chúng ta kết luận nhé Ôi MBTT là khả năng là sẽ rơi về biên dưới 105 rồi Là rất dễ chết Ok có thể là cây này là cây hồi kỹ thuật Nhưng mà volume này anh em thấy đây. Có thể là cây hồi kỹ thuật nhưng mà sau đó rơi Rơi tiếp một nhịp nữa Nhưng mà không thể nói thế được Tại vì là nó đang sideways Thì thông thường là sideways thì về đáy biên nó bật hồi Thì chúng ta phải view nó đập lên biên trên Còn lên biên trên thì chúng ta thường view nó đập biên dưới Còn khi nào vượt hẳn thì tính Khi nào gãy hẳn thì tính FPT mà gãy khỏi cái cây này bùn cháp ở đây nhé, về nền dưới này là để mua nhé 106, 108 mua sợ không về thôi con này nó cứ giảm nha, anh em cơ bản anh em bắt chết luôn ý không đến lượt mấy ông đầu cơ bắt đâu FPT này mà giảm, nhiều ông săn lắm hàng thì ít mà săn thì nhiều ngày giao dịch có 3 triệu 6 cổ toàn mấy ông cơ bản giao dịch Chỉ được mấy ông đầu cơ đánh con này đâu mà ví dụ ông phúc chẳng hạn phúc trợ lý chẳng hạn suốt ngày nó canh con này thôi thì có mà làm gì đến lượt các ông canh ngay nào ông canh gửi fpt hôm nay giá bao nhiêu múc đúng không múc từ cái đợt nó múc từ cái đợt mà chín đây này nó đánh một nhịp trước nhịp trước cơ nhịp trước nó đánh từ bao nhiêu nhỉ cái đoạn 69, 68 này nó đánh lên vượt đỉnh lên 85 này này Xong lại quay lại cái đoạn 95 này, 992 92 này Mình thì pick cho anh em cái đoạn 95 đúng không? bây giờ nó vẫn tiếp vòng tiếp đánh khi nào hết chen nghỉ sợ thật Vinamilk này thọc tiếp đáy về đáy dưới ok về đây khả năng sẽ lại lờ vào tiếp Masan thôi nhá con này không phải bàn nữa rồi nhá con này về nền này thì đâm xuống 63 thôi chắc là lại cũng có đáy ở đây lại chờ lùa tiếp lượt mới <laughs> cái đợt mà tăng ở đây nói anh em đấy hút bát cháu lãng ra thôi đánh cái bọn sideways down dài hạn này đánh không khác gì họ nhà Vin luôn, đánh khó lắm. Hàng xanh này, Digiwoo, hôm này về nền luôn, về 55 luôn thì ừ. bật lại. Ok, cũng phải tái tích lũy lại. Vận tải, vận tải sao? Gimanep, đẹp bật tại đáy biên đấy, Gimanep sideways nhá. anh rất hay, bò cùng đánh hai. HTH nay đỏ nhẹ một chút, về hai 200. Mày đánh về được hai 200 kinh nhỉ? đúng không? Ok cũng sẽ có nhịp phù hợp kỹ thuật ở đây Trước mắt là như thế đã Thủy sản ra Vĩnh Hoàn nay xanh Vĩnh Hoàn nay thì sau khi về Không về được vùng 68 <laughs> Không về được vùng 68 Hy vọng Vĩnh Hoàn nếu mà test vài phiên tới có thể về vùng 68 Nhưng mà với kiểu này thì khả năng khó đấy Nó sẽ lại ngoài lên lại 71 thôi ANV ANV về đáy biên IDI cũng vậy về đáy biên Đáy nền luôn Quên đáy xã hội chuẩn như đáy xã hội hai này đây này rơi bù này đấy có những con bắt đầu rơi bù nhá anh em thấy không rồi hai cây bù thị trường gãy thì gãy hết dệt may này mh này cũng bull tại em 50 vgt này 0,89 phần trăm tng 0,5 giật một phát về em 200 luôn đánh sợ quá lại tái đi lại vẫn sai lợn gà chó mèo hôm nay BF hồi tại nền đánh lên nền về nền như hình cái bô luôn như bô luôn thôi cố gắng lên đây đây HAG ở đây hồi 0,8 phần trăm hôm nay cũng rũ về nền lại về nền dưới này bật lên tương đối bình thường đúng không Dabaco hôm nay giảm 4,7 phần trăm giảm bù rồi bù rồi đúng không? con này mai sẽ có hồi kỹ thuật nhé đây, có thể hồi lên đây. Có thể giảm pha nữa về đây, người đi đáy ở đây. Người đánh lên. Nhá. Yeah. Chắc phải thế thôi. Kiểu này dễ thế lắm. tích lũy lại. Hóa chất phân bón DGC hôm nay khỏe, khỏe từ đầu phiên. Phải từ đầu phiên, DGC hôm nay quá tốt luôn. Hôm nay có canh thì để... nói chung là cho anh em dài hạn tí DGC đấy, nhưng mà uh, 108 là nó giá gọi là ATO hôm nay có nhiều ông bắt ATO DGC 108 lắm nên là nó không kịp lấp gáp này dự phí quá quay lấp thêm tí gáp này tí bố lại test lại test gáp hơi phí đúng không đánh thêm tí nữa một phần trăm nữa rồi lấp lại gáp đi không lấp thế mới dị chứ đánh vậy còn này thì vẫn đang sai quay đau ngắn sai quay đau ngắn thì có thể là nhịp này DGC sẽ hồi lại được 117 lên 117 tích lũy lại nhưng cái vùng 108 ngày hôm nay rất dễ chính là vùng đáy của DGC nhịp này nhé có thể là trong thời gian giảm tới thì DGC sẽ không xuyên thủng qua 108 nữa đó là cái anh em cần phải lưu tâm volume này vào rất là tốt nay chủ yếu là tây lông đỡ thôi đuôi ngựa đỡ mà mẹ thằng đuôi ngựa uh, last last thì hôm nay cũng công lên lại được vùng đỉnh cũ đúng không last công lên vùng đỉnh cũ vẫn bám chen thôi khỏe quá Đảng Cà Mau thì hôm nay bật tại MA200 về nền lấp được cái gap này rồi rất là ok đúng không? cũng sẽ hồi phục lên lại vùng 32 33 thôi Đảng Phú Mỹ Đảng Phú Mỹ hôm nay cũng về đáy nền cũng sẽ hồi lên được vùng 33 34 CSV thì vẫn bám chen bám MA50 đúng không? vẫn follow lên DDV thì vẫn sideway loanh quanh ở đây thôi khả năng cũng sẽ giảm vào nhịp nữa 13.6 điện tiện ích TV2 vc 1 cũng gọi thổi. điện phòng thủ thị trường tăng có tăng quái đâu giảm cứ lăn quay thôi nhỉ. Bao nay cũng giảm 2,24%, yên tâm quá, bao giảm thị trường đúng là đẹp quá. Đường ra nào, QNS nay giảm 3%, chết này Phúc mát giảm bù. Đúng không? <laughs> QNS cả đang lại về test lại 45 rồi nhá, yeah, test lại 45, test lại 45 chung một chút rồi. Vô nổ rồi, cho test lại 45 một chút rồi LS hôm nay hồi phục Ok Gách xem nào Gách Gách về đáy rồi Hôm nay có anh hỏi mình T0 gách được không Mình có nói là 21 này chắc 20x này chắc được thôi Đúng không T0 20x này chắc ok Rơi qua sàn này mà rơi thêm Gách này rơi thêm mấy phần trăm Gách này rồi Ui gần sàn rồi à? Mẹ Đánh đấm vậy nhỉ nay có giá gần sàn cơ 20.2 cửa ai chà 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 biết đánh đấy nhỉ <laughs> anh Tuấn là này tóc tai được quên không vuốt rồi đã mượt đi nhiều quá đó ở vùng này cũng là vùng nền cứng rồi về đến đây chắc hồi kỹ thuật tôi nhá xong tính tiếp tạo đáy đây thôi rồi tiếp nữa ai đánh nữa <laughs> nhiều con này mình cho mình là đáy đấy nhiều con hôm nay là đáy 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 kiểu đáy của đoạn này luôn đấy, tức là có điều chỉnh nữa nhưng mà sẽ không vượt qua cái đáy thấp nhất ngày hôm nay đâu. Vịt cháu bọc hậu cho vịt ông nội chưa anh lương? Chán lắm em ạ. Chán lắm. Qua nói chung là qua 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 mất con Camry thì nay mất thêm con à, tổng hôm qua hôm nay là mất con sắp được con con, con GLC 200 rồi. <laughs> Đuôi chân mày xếp nhạt dần làm lại chân mày đi xếp thôi xin nông yeah. Thượng đế ban cho như nào thì xin vậy thôi. Còn rơi nữa anh anh em hỏi gì hỏi đi vẫn có 2.300 anh em xem 500 anh em tiktok anh em xem thì đêm hôm rồi xem hôm nay 10 rưỡi cơ mãi nói quá cả nhà cho một like đi 2.400 anh em xem cho một like đi không à, mấy thằng nó đang kêu vào, các ông là gọi là ảo đấy chỉ có 10 ông xem thật rồi đấy, đấy. <laughs> NKG à, lướt được không? Hôm nay điểm giảm nay là lướt đẹp nhất rồi em muốn lướt bây giờ em phải chờ nhịp sau nhịp đáy hai hôm nay là điểm cổ nào hôm nay giảm trên năm phần trăm là lướt là đẹp nhất rồi là tỷ lệ ăn là rất cao luôn ấy phải tầm 70 phần trăm còn bảo là hôm sau lướt thì chịu nhá yeah. chịu chưa biết đâu một lần lõm yeah. năm DGC lõm 5% nó 5% mà ngày mai mà hồi lên được khoảng 2 3% nữa thì thì nếu mà tỷ trọng của bạn không ổn ấy, tức là view phải view theo tỷ trọng của bạn ấy. Ví dụ ngày mai mà hồi lên 2 3% nữa mà tỷ trọng của bạn bạn cao quá chẳng hạn thì phải bán thôi. Còn nếu tỷ trọng của bạn mà cầm DKC có 20 30% thì cầm tiếp thôi. Đúng không? Tại vì lỗ 5% của 20 30% nó sẽ rất là khác so với lỗ 5% của 100% tài khoản. Mai chơi tiếp à? Thôi mai hạn chế chơi thôi. Mai như này hạn chế chơi thôi. Yên tâm là đoạn này mình sẽ xa xa mình sẽ nhắn anh em trong nhóm khách hàng liên tục để các ông chỗ nào các ông cần phải ví dụ hôm nay cái lúc mà giảm trên 5% là phải múc lướt kẹp là phải lướt ngay. Tức là lúc đấy là không phải xoắn. Nhưng mà ví dụ ngày mai mà hồi chẳng hạn là phải bán ngay. Ví dụ những cái hàng lướt ngày hôm nay là ngày mai hồi phải bán hết và tuyệt đối không mua ngày mai kể cả phiên tối ngày mai có phiên ngày mai nó hồi mạnh vào cuối phiên nhá cũng không mua nhá không thể dễ ngày mai nó hồi mạnh cuối phiên nó chào mừng dỗ tổ lắm ấy <laughs> để tránh trường hợp đấy không anh em đua đùa vào chết chết tình trạng chết đâu như là áp lực áp lực ngắn hạn ấy <laughs> hôm nay chơi mệt nghỉ dù dê anh em trong nhóm nay anh lương nói tên xét khỏe giờ phun tiền mai mà lấy đi được không không nên anh ạ em nói thật với anh là con khỏe đoạn này chưa chắc nó đã khỏe đoạn tới theo em là anh nên chờ đáy hai anh chờ đáy hai đi tức là chờ thị trường nó cân bằng lại ví dụ như là anh phun tiền ngày hôm nay giảm mạnh anh lấy vị thế ok nhưng ví dụ ngày mai này, em lại không cho lấy vị thế nữa Ví dụ ngày mai khi mà thị trường hồi nhà đầu tư lấy vị thế, không mua nữa Nhưng mà với ngày hôm nay nếu thị trường giảm mạnh, lấy vị thế, ok, lại ngon Tức là lấy vị thế thì cứ canh hoảng loạn lấy thì ok Chứ đừng canh xanh lấy Nay anh rủ dê anh em trong nhóm chơi chung t0 mà chẳng ai dám Chơi ác đấy, nay chơi ác đấy anh ạ VND ôm dài đến cuối năm quan thua không anh anh nghĩ cũng được nhưng mà yếu lắm em ạ dính phốt đâm ra anh không không chắc về cái điều đấy lợi nhuận các thứ nữa xong rồi nó lại còn miễn phí cho khách hàng nhiều cái quyền lợi nó làm cho lợi nhuận suy giảm xong rồi cái độ uy tín xong rồi thị phần các thứ nó cũng giảm rất là nhiều anh nghĩ rằng là nên em có thì đợt tới tạo đáy thì có đáy hai trung bình giá xong em ao anh nghĩ là ok ao chơi con khác em ạ nói chung là con nào dính phốt đau đau tí như con đây né giống kiểu stb nữa phốt chủ tịch cứ nó cứ dọa đi tù bố thằng nào dám mua được dòng tiền nó sợ không dám mua chứ đang nhiên đang lành nó cứ dọa đi tù bây giờ nó dọa đi tù nó chưa lúc nó chưa đi tù thật nhé nó dọa đi tù mà lại dọa đi tù bởi một người nổi tiếng xong rồi loanh quanh hồi không đi tù không đi tù nhưng mà vấn đề là anh em sợ anh em có dám mua quái <laughs> dòng tiền không vào em full margin đích và hai tám thì sao anh không có tiền múc tí không anh chịu rồi khấn rồi thắp hương đi em <laughs> giờ chỉ biết thắp hương rồi nay em múc mbs agr atc ổn không anh anh nghĩ là giá atc không phải là giá ngon hàng về là khả năng sẽ lõm nhẹ múc lúc hoảng loạn ngày hôm nay thì hàng về khả năng lãi còn múc ATC ngày hôm nay thì hàng về khả năng lõm nhẹ là bình thường ngân hàng tăng lãi suất thì chứng khoán giảm đúng không anh? Tăng lãi suất bình thường em nhé, đấy là lãi suất gọi là huy động rồi lãi suất liên ngân hàng thôi. Tăng nhẹ lại một chút thôi. Chứng khoán chắc chắn ảnh hưởng rồi em nhé, bảo không ảnh hưởng không phải. Ảnh hưởng chứ. Đang điều chỉnh đi em nhưng bản chất cốt lõi của vấn đề ấy, không phải là lãi suất không phải là lãi suất tăng hay là như thế nào đâu nó chỉ là một cái lý do thôi vì mặt bằng lãi suất của chúng ta vẫn là thấp mặt bằng lãi suất của chúng ta bây giờ là siêu thấp và cực kỳ thấp thấp hơn cả đáy covid thậm chí bây giờ tăng lại một chút vẫn ok tăng lại một chút vẫn ok quan trọng là ấy, nền kinh tế nó phục hồi như nào doanh nghiệp nó có làm ăn tốt hay không lợi nhuận nó có đổ đều hay không thế giới nó ổn định hay không Ví dụ ở thế giới nó ổn định, mình xuất khẩu mạnh, nhóm xuất khẩu vẫn ngon Đấy Thế thôi Cuối cùng nó có ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp nó thế nào, định giá của cả thị trường như thế nào, hợp lý hay không Chứ còn tin tức như sau một đà tăng giá mạnh thì anh em thấy tin tức nó là thế thôi mà ngày xưa Cách đây khoảng 3 năm có ông nào quan tâm đến đế ghi nó là cái quái gì đâu mà hồi đấy lên nói Anh em còn chẳng biết nó là cái gì Nói lùng tung, luyên thuyền Đế ghi ấy Ngày <laughs> xưa thì có mấy ông phân tích phòng phân tích ông view bây giờ youtube nhiều anh em mới để kỳ cái từ nghiệp vụ anh em biết quá gì đâu <laughs> phun tiền hành động như nào và phiên tới nếu tính từ phiên hôm nay mà em chưa thăm dò thì em phải canh đáy hai thăm dò đáy hai thị trường đáy hai quay lại test quay lại giảm lại anh nghĩ là tuần sau hoảng loạn thăm dò Đợi tỷ giá giảm hay vào luôn này anh nghĩ là thị trường nó chiết khấu cho câu chuyện tỷ giá nhá yeah. thị trường chiết khấu câu chuyện tỷ giá nếu mà giảm tiếp thì cơ hội lấy vị thế dần thôi full margin thì mai bán một nửa để đáy hai hút lại anh full margin thì anh nghĩ là phải bán thôi phải bán nửa thôi chứ đáy hai hút kiểu gì em full margin rồi đáy hai hút kiểu gì nữa hỏi câu ảo quá <laughs> Vì thế 13.5 TCH ngày hôm nay mua full margin được không anh? Vì thế 13.5 anh nghĩ em vẫn phải hạ bớt. Cho nó an toàn em ạ. Đã áp lực mà tâm lý. Anh nói thật đấy. Đã áp lực mà tâm lý, anh nghĩ là ngày mai nó hồi lên khoảng 16x em hạ bớt 1/2 đi hoặc là 1/3 đi. Cầm yên tâm quá còn gì nữa. Hoặc là hạ bớt margin đi cho nó đã áp lực nhá. Sau viên hôm nay thì anh thấy là margin cái thứ là bán hết rồi. Mẹ nó quét cho hôm qua 33.000 tỷ. Hôm nay nó quét cho 30.000 tỷ nữa Ngon quá làm gì nữa Trốn hết rồi Vừa xem live trứng vừa chơi vàng Gõ lại trứng hôm nay <laughs> Mai thị trường hồi mạnh Banh tăng thanh khoản 30k tỷ nữa Có đáy chữ V không sếp Nếu mà đúng như lời em nói thì Nói chung là ngày mai sẽ mua hoa quả về lên hương cho chúc sức khỏe toàn thể anh em lên hương chúc mừng cổ đông các thứ cầu nguyện mọi thứ cho anh em tốt lành nhá yeah. nếu mà đúng như như em nói sợ nhất là mai nó cho cụ đi thôi <laughs> mai thị trường hồi mạnh hồi chữ v động lực nào để hồi chữ v được em ơi có thể là mai thị trường vun thấp nhưng mà khả năng là sẽ hồi 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 tốt đấy thông thường như này ngày mai gáp luôn gáp ấp <laughs> dễ lắm ngày mai dễ gap áp lắm hôm nay quét hết rồi mà hôm nay quét hết rồi ngày mai gap áp Gap áp tăng lên khoảng 10 15 điểm anh em xôn xao hết cả lên Nhưng mà để bán để cơ cấu để chuẩn tỷ trọng lại cho nó về chuẩn chỉ để chờ đợi để chờ tạo đáy đúng không xong rồi bắt đầu một nhịp mới cho nó chuẩn chỉ hơn nói chung là nó đều cho cơ hội để anh em có thể là chuẩn chỉ thôi, anh em có làm không thôi <laughs> VIX lỗ 8%, đích lỗ 2% tổng nạp, âm 5% em cứ nên giữ không anh full margin hay như nào em, ví dụ như em âm 5% trên 50% thì em bản chất là chỉ âm 2,5% thôi còn nếu full thì em phải hạ bớt đấy full em hạ bớt, ngày mai hồi em hạ bớt đi tài khoản âm 3% nên làm gì tiếp theo anh, tùy em full hay không nhé, ví dụ em full margin chẳng hạn âm 3% chẳng hạn thì ngày mai hồi nó phải hạ, ít nhất là hạ phần margin. Còn an toàn thì nó phải là 50 50. SHS mai khả năng sẽ lên được khoảng 18 à 19 5 197, 7 em nhé. 19 5 197 quanh đó. Mai tăng anh em lại hung lý 500 vô lý. <laughs> tỷ giá tăng, tỷ giá tăng ok nhưng mà quan trọng là là chiết khấu rồi các ông ạ à. sợ nhất chưa chiết khấu mà tỷ giá tăng lên này chiết khấu rồi thì lại yên tâm tức là động lực tăng là sẽ khó nhưng mà động lực giảm cũng chưa chắc đã có nữa tại vì là chiết khấu 80 điểm hai phiên thì hồi kỹ thuật là rất bình thường tất cả các phiên giảm trên 4% sau đó đều có một nhịp hồi kỹ thuật nhưng mà thông thường là sau phiên liền sau đó thì thường là phiên rũ thì hôm nay nó lại rũ ngay may quá hôm nay nó lại rũ rồi mình nghĩ mai nó rũ cơ mai rũ chiều mai tạo đáy cơ chiều này tạo đáy rũ tổ cơ nhưng mà rất may nữa chiều này nó rũ rồi hay quá anh ơi nên phun tiền có vào đích không anh em tiền thịt à ok em nếu được vậy thì tốt quá nay có giá sản đấy Nay đích sản đấy em ạ à. đích này có giá sản đấy nếu mà đích test lại khoảng 29 x thì anh nghĩ em lấy vị thế được vị thế cứ lấy 10% phần trăm một thôi nhá đừng lấy nhiều giá giảm hay mua nói chung là bây giờ anh em cầm tiền anh em có quyền anh em đi chợ đi chợ rồi biết trả giá trả giá đến khi nào mà thị trường tạo đáy thì mới mua hết nhá tức là ví dụ như là mình cứ đi thong rong thôi mình thấy cái nào đẹp mình cứ mua trước đi một ít nhưng mà đến khi nào mà chợ bảo bắc loa lên bảo là ôi sắp đóng cửa rồi thì lúc đấy mình bắt đầu mình mua hết tiền sau mình đi về à, hay kiểu đi thong rong đi chơi thôi đến khi nào mà đóng cửa Ý tức là khi nào mà tạo đáy xác nhận bằng những mô hình tin cậy Ví dụ như là có những cái phiên đảo chiều vốn lớn các nhóm ngành thì hồi phục là trần tím hết đấy xác nhận bằng những cái phiên đấy thì đu trần ngon luôn gia tăng trần luôn Đào cổ chỉ 40% nam, 10% còn lại 6% tiền làm gì bây giờ anh? Khoai phết em ạ Ờ, nếu mà có giảm về tầm 26x Anh nghĩ nó sẽ có một nhịp nữa giảm về 26x Em trung bình giá cho anh Trung bình giá cho anh thì lúc đó em sẽ Về lỗ khoảng 4-5% Mà hồi lên khoảng 28-29 là em về bờ Về bờ té Nhưng phải chờ được cái điểm 26x Đối bà cô Nay bắt đích giá gần sàn TZ gần sàn đủ ăn T cộng anh Ăn chắc luôn Ăn <laughs> chắc luôn đấy ít nhất là em sẽ không lõm yên tâm nhé còn ăn ít hay ăn nhiều thì phải tùy vào sau dỗ tổ lái có vui vẻ không ngày mai đáo hạn phái sinh anh em nhé thứ năm dỗ tổ nhá đáo hạn phái sinh chuyển qua thứ tư chuyển qua thứ tư hợp đồng long hiện tại đâu đấy khoảng Mình check anh em xem nhé xem hợp đồng long hiện tại là khoảng bao nhiêu xem phúc nó thống kê Chứ nào ngoại hôm qua ngoại hôm nay là Lo uh, F2 hôm qua Lo 7.500 7.0005 mà hôm nay F2 long thêm uh, 6.000300 tức là ngoại long khoảng uh, 8, 8 64 vậy là khoảng 15.000 15.000 hợp đồng, đồng tương đối ngoại thì vẫn cược long thôi tương đối nha yeah. Ok, thế thôi anh em ơi. Thế thôi anh em ơi. Nhá. Yeah. Gần 11 giờ rồi. Này lại hơi sâu. Tâm sự với anh em này là hơi sâu đấy. Kinh nghiệm chia sẻ hết với anh em ở đây thì anh em thôi cố gắng giả soát lại chút like đầu tiên ở trên YouTube ấy nó kỹ càng nhá. Chi tiết đối với anh em khách hàng thì mình sẽ nhắn ở trong nhóm khách hàng và cập nhật cho anh em chi tiết. Làm sao cố gắng nhịp này mà chúng ta cố gắng làm sao tạo đáy xong chúng ta phải phải có hàng từ đầu sóng không bỏ không để ai bỏ lại phía sau nhé yeah. không để ai ở lại phía sau làm sao cả nhà cố gắng đầu sóng ngọn gió thì cả nhà có sẵn đi thì đến khi mà nó bùng nổ lên thì chúng ta chỉ có đánh lướt đánh tê cộng thôi vì hàng tức là chúng ta mua đủ từ đầu hết rồi thì đến lúc mà cả nhà không còn tiền cả nhà đánh lướt nữa thì tự khắc là nó sẽ ok an bài mọi thứ nó sẽ an bài ok cảm ơn anh em rất là nhiều Yeah. chúc anh em đầu tư luôn thành công anh em đăng ký vào nhóm khách hàng cả nhà nhắn qua zalo ở trên uh, trên phần trên uh, góc trên màn hình hoặc là link bio tiktok nhá yeah. mình cho trợ lý gửi anh em thông tin anh em đăng ký nhóm cộng đồng thì vào nhóm 13 nhập pass lương vịt một hai bốn năm sáu trợ lý sẽ duyệt anh em vào nhóm mà trong đường link ấy. đừng quên để lại một like một tin một comment của một kênh bye bye chúc cả nhà ngủ ngon một phiên giao dịch thành công hẹn anh em tối mai nhá yeah. bye bye